Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh. Tập 32. Chương 311: Ngạo thị quần hùng. Lý Thất Dạ lưu lại, còn không có đợi đến thời điểm Sư Hống Thánh Hoàng đi ra, lại chờ được Nhạc Nghị, Nhạc Nghị đặc biệt đi tới nơi Sư Hống môn hạ trại. Đương nhiên, Nhạc Nghị là bí mật mà đến, người ngoài cũng không biết, bởi vì bên ngoài đã sớm nghe đồn Nhạc Nghị đã theo Thiên Đạo Viện đệ tử rút lui. Lý huynh, lão tổ để cho ta truyền lời cho ngươi, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Nhạc Nghị bí mật mà đến, cho Lý Thất Dạ mang đến tin tức bí mật, đồng thời, lão tổ đạt được tin tức đáng tin cậy, đối phương mang theo 7 kiện tiên đế bảo khí. 2 kiện tiên đế chân khí mà tới, cụ thể là từ những đại giáo lão tổ nào xuất thủ, cái này tạm thời vẫn là một cái bí mật. 7 kiện tiên đế bảo khí, 2 kiện tiên đế chân khí, thật là bạo tay. Lý Thất Dạ híp mắt một cái. Thủ bút lớn như thế, ít nhất phải có 2 đại đế thống tiên môn liên thủ, nếu không, muốn một hơi xuất ra 7 kiện tiên đế bảo khí, 2 kiện tiên đế chân khí, phóng nhãn thiên hạ không có mấy đế thống tiên môn có thể lấy ra được. Không hề nghi ngờ, lần này địch nhân bí mưu, mang lòng tất thắng mà tới, nhất định là muốn một hơi cầm xuống Thiên Đạo Viện, nếu không, sẽ không mời ra nhiều tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí như vậy. Bất luận kẻ nào biết được bí mật như thế, tuyệt đối là bị dọa đến tè ra quần, 2 kiện tiên đế chân khí, 7 kiện tiên đế bảo khí. Đây tuyệt đối là có thể đánh chìm trăm thành ở phía đông, cái này chỉ sợ sẽ trở thành trận chiến đáng sợ nhất sau trận chiến giữa Hắc Long Vương cùng Đạp Không Tiên Đế năm đó. Sau khi Nhạc Nghị bí mật rời đi, Lý Thất Dạ đưa tới Tiểu Nê Thu, nhìn tinh không bóng đêm, chậm rãi nói, đồ sát lớn bắt đầu. Hắc hắc, hắc hắc. Tiểu Nê Thu không khỏi hưng phấn, xoa tay nói, đã lâu không có đại khai sát giới, hắc hắc, lần này nhất định giết thật thống khoái. Ngươi canh chừng cho ta. Lý Thất Dạ phân phó nói, lúc nên ra tay thì ra tay. Được lắm. Tiểu Nê Thu hưng phấn lên tiếng, giờ khắc này nó còn hưng phấn hơn bất cứ ai, nó đã kìm nén rất lâu rồi mà chưa từng xuất thủ, lúc này nó hận không thể làm nóng người. Lúc này, bên ngoài Thiên Đạo Viện tụ tập các phái trong thiên hạ, tụ tập vô số cao thủ cường giả, hào hùng vương hầu nhiều vô số kể. Chân nhân cổ thánh tụ tập ở đây, chính là thánh tôn trong truyền thuyết, thánh hoàng đều tự mình giá lâm, chỉ có điều vẫn chưa tự mình ra mặt mà thôi. Giờ phút này thậm chí có truyền thuyết có lão tổ đại giáo đích thân tới, cương quốc lão bất tử trấn tọa, có tin đồn, nộ tiên thánh quốc. Hồ Khiếu Tông đều có lão bất tử, lão tổ tự mình giá lâm tọa trấn, nhưng mà, lời đồn như vậy lại bị nộ tiên thánh quốc, Hồ Khiếu Tông phủ nhận. Trong vòng 2 ngày, bên ngoài Thiên Đạo Viện vô cùng náo nhiệt, người đông nghìn nghịt, mà cùng lúc đó, Thiên Đạo Viện ngoại trừ tiên quang vẫn như cũ từ dưới mặt đất phun trào, lên. Thiên địa phân biến vẫn không đình chỉ, hơn nữa tựa hồ có khuynh hướng ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy đế cơ dưới đất Thiên Đạo Viện cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, pháp tắc thần liên thô to vô cùng khóa lại mặt đất, nhưng mà, toàn bộ mặt đất vẫn lay động không ngừng. Ngàn vạn dặm núi sông của Thiên Đạo Viện vẫn vỡ ra, hơn nữa vết nứt là càng lúc càng lớn, tất cả mọi người nhìn ra được, tiếp tục như vậy nữa, Thiên Đạo Viện sẽ vỡ nát. Nhìn thấy tình huống của Thiên Đạo Viện càng ngày càng không ổn, trong bóng tối có từng đôi mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Thiên Đạo Viện. Có âm thanh âm lãnh âm u vang lên trong bóng tối, Thiên Đạo Viện rất nhanh sẽ trở thành lịch sử. Khi vô số môn phái truyền thừa của Đông Bách Thành tụ tập bên ngoài Sơn Môn Thiên Đạo Viện, 3 ngày sau, Thiên Đạo Viện đột nhiên mở ra Sơn Môn. Do Viện Chủ Đại Thế Viện tự mình chủ trì, tuyên bố với bên ngoài môn phái đến vì vạn cổ môn hộ lúc này, cá nhân bắt đầu tiến vào Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện làm chủ nhà, không chủ trì phân phối tài nguyên bảo vật trong vạn cổ môn hộ. Cho nên, trước khi vạn cổ môn hộ bắt đầu, thiên hạ chư phái đều thương nghị tốt trật tự tiến vào môn hộ, phân phối quy tắc vân vân. Bất kỳ môn phái và tu sĩ nào cũng có tư cách thương nghị chuyện này, cho nên trong ngày này, Thiên Đạo Viện mở ra Sơn Môn, cho phép thiên hạ chư phái tiến vào. Đương nhiên, thiên quân vạn mã của các đại phái vẫn bị ngăn ở bên ngoài Sơn Môn Thiên Đạo Viện. Đại giáo cổ phái chỉ có sau khi thương nghị ra quy tắc quy trình tiến vào vạn cổ môn hộ lần này mới cho phép tiến vào. Thiên Đạo Viện hành động lần này không thể nghi ngờ là có lợi cho tán tu, bất quá,
chư đại môn phái cũng không nói thêm cái gì. Hưu chết về tay ai còn không biết, đối với đại giáo cương quốc, đế thống tiên môn mà nói, bọn hắn có được ưu thế tuyệt đối định ra trật tự chương trình. Ngày hôm nay, vô số cường giả tinh nhuệ của đại giáo cương quốc cùng với tán tu đến từ khắp nơi thiên hạ tiến vào thiên đạo viện. Dưới sự chủ trì của thiên đạo viện, đông đảo nhân mã cắm trại ở trong một mảnh núi non bằng phẳng của thiên đạo viện. Trong khoảng thời gian ngắn, môn phái san sát, liên minh nổi lên, tiểu môn tiểu phái cũng có người đoàn kết thành liên minh lâm thời, cũng có tiểu môn tiểu phái phụ thuộc vào đại giáo cương quốc. Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc, Diêu Quang Cổ Quốc, Thiên Nhạc Thánh Địa. Chờ một chút, đông bách thành đại giáo cương quốc như vậy, đế thống tiên môn chiếm cứ ưu thế tuyệt đại. Dù sao, đại giáo cương quốc của đông bách thành cách thiên đạo viện gần nhất. Đại giáo cương quốc của thiên hạ hắn cho dù nhận được tin tức, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng giống như đông bách thành đại giáo cương quốc thoáng cái điều thiên quân vạn mã tới. Khi các phái trong thiên hạ đều hạ trại vào vùng núi sông này, do thiên đạo viện dẫn đầu, cùng bàn về trật tự của môn hộ cổ xưa. Lần này, để tránh môn hộ cổ xưa còn chưa bắt đầu, trước bắt đầu hỗn chiến tàn sát. Trên nguyên tắc là nói người người đều có thể phát biểu ý kiến, trên thực tế, tuyệt đại đa số quyền lực vẫn là do quái vật khổng lồ như Nộ Tiên Thánh Quốc, Diêu Quang Cổ Quốc nắm giữ, bọn họ có được ưu thế tuyệt đối. Sư Hống Môn cũng đi vào, nhưng người Sư Hống Môn đi vào rất ít, chỉ có mấy người Sư Hống Hoàng Chủ theo Lý Thất Dạ đi vào. Theo nguyên tắc mà nói, môn hộ cổ xưa ai ai cũng có thể cùng hưởng, nhưng mà, có một ít người không nhất định có thể cùng hưởng. Nói thí dụ như Sư Hống Môn, hẳn là nên cân nhắc một chút. Lần này bách tộc vạn phái tụ hội vừa mới bắt đầu, lập tức có người nhảy ra nhằm vào Sư Hống Môn, người thứ nhất đứng ra chính là truyền nhân Hổ Khiếu Tông Hổ Nhạc. Ở chỗ này, tụ tập rất nhiều môn phái, nhưng mà, cường giả chân chính như Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc là ẩn ở sau lưng, do thế hệ trẻ tuổi làm lãnh tụ. Hổ Khiếu Tông Hổ Nhạc đột nhiên nhảy ra nhằm vào Sư Hống Môn, cái này nhất thời làm cho Sư Hống Hoàng Chủ dự họp trận này biến sắc. Vừa mở màn Hổ Khiếu Tông liền đả kích Sư Hống Môn, cái này cũng thật sự là khinh người quá đáng. Lúc này, rất nhiều người ở đây đều nhìn về phía Sư Hống Môn, đại giáo cương quốc ở đây đều không có khả năng ra mặt cho Sư Hống Môn. Vào giờ khắc này, đại giáo cương quốc đều gần như đứng ở một bên, xa lánh môn phái nhỏ, tán tu khắp nơi. Đối với đại giáo cương quốc mà nói, bọn họ làm sao có thể như nguyện mà đem thịt béo như vạn cổ môn hộ lấy ra chia sẻ cùng người khác chứ? Một ít tiểu môn tiểu phái ở đây cho dù là có lòng muốn thay Sư Hống Môn nói chuyện, nhưng lúc này cũng thức thời ngậm miệng. Lấy đủ đưa tới đả kích, đến lúc đó mất đi tư cách tiến vào môn hộ vạn cổ liền không có lời. Hổ Khiếu Tông là có ý gì? Cho dù Sư Hống Môn vô trí tranh đoạt vạn cổ môn hộ, nhưng mà hiện tại Hổ Khiếu Tông ở trước mặt người trong thiên hạ đả kích khiêu khích Sư Hống Môn như thế, Sư Hống Hoàng Chủ cũng không nuốt trôi được một hơi này. Ngay trước mặt người trong thiên hạ bị khiêu khích như thế, nếu như Sư Hống Môn muốn nuốt xuống ngụm ác khí này, về sau làm sao còn chỗ đứng tại Đông Bách Thành. Hổ Nhạc chính là hổ mục sinh uy, lúc đứng lên, chính là khí thế ép người, tựa như là một đầu mãnh thú xuống núi, khí tức giống như mãnh thú quét sạch toàn trường, tuy Hổ Nhạc chính là thế hệ trẻ tuổi. Nhưng mà, khí thế đáng sợ của hắn, coi như là chân nhân thế hệ trước cũng vì đó kiêng kỵ ba phần, hắn hôm nay thực lực như vậy, tuyệt đối là có tư cách đứng ở chỗ này. Hổ Nhạc trầm giọng nói, không có ý gì đặc biệt. Chỉ có điều hành động của Sư Hống Môn gần đây thật khiến người ta khinh thường. Sư Hống Môn các ngươi chọn lựa các phái, gây chuyện thị phi, khiến cho chư phái Đông Bách thành bất hòa, tàn sát lẫn nhau, có thể nói là lòng mang không đấu đá, dụng ý khó dò. Hổ Nhạc nói xong, lập tức khiến cho đệ tử Sư Hống Môn không khỏi trợn mắt nhìn nhau, bị tức giận đến run rẩy. Hổ Nhạc nói như vậy là cố ý đem Sư Hống Môn đẩy lên mặt đối địch của chư phái Đông Bách Thành. Hổ hiền chất, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng mà, lời nói không thể nào loạn. Sư Hống Môn ta luôn luôn cùng thiên hạ không tranh, cùng chư phái hòa bình ở chung, làm sao đến gây hấn các phái, gây chuyện thị phi. Sư Hống Hoàng Chủ tức giận nói ra. Hổ Nhạc lạnh lùng nói, có phải hay không, Sư Hống Môn các ngươi chính mình rõ ràng nhất. Lúc này, cường giả của rất nhiều môn phái đang ngồi đều ở đây, người không biết nội tình liền kỳ quái, vì sao Hổ Khiếu Tông lại đột nhiên nhằm vào Sư Hống Môn. Song phương hoàn toàn là môn phái cấp bậc bất đồng, có thể nói, Sư Hống Môn khó tạo thành uy hiếp cho Hổ Khiếu Tông. Đương nhiên, người biết rõ nội tình mơ hồ đoán được một ít, mọi người đều biết,
Hổ Nhạc có ý cưới công chúa Bảo Vân Thế Gia. Mà Bảo Vân Thế Gia cũng vui vẻ kết minh cùng Hổ Khiếu Tông, duy nhất đối với cọc thông gia này không có hứng thú chính là Bảo Vân công chúa. Chính là bởi vì như thế, cọc thông gia này hai phái một mực kéo dài, nhưng mà, những năm gần đây truyền nhân của sư Hống Môn Trì Tiểu Đao lại cùng Bảo Vân công chúa đi rất thân cận, rất có tình chàng ý thiếp, lần này Hổ Nhạc đơn giản là mượn đề tài phát huy, đả kích sư Hống Môn mà thôi. Cái gì rời lộng thị phi, cái gì chọn bạt các phái, kia chẳng qua là nói hưu nói vượn mà thôi. Ngồi ở sư Hống Môn bên này, Lý Thất Dạ khoan thai mở miệng nói. Hắn đang lo không có người tìm tới cửa khiêu khích, hiện tại có người tự đưa tới cửa muốn chết, hắn cam tâm tình nguyện thành toàn. Lý Thất Dạ cười nói, cái gọi là chọn lựa các phái, đơn giản là công tử sư Hống Môn muốn cưới công chúa Bảo Vân Thế Gia mà thôi. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, chẳng lẽ chỉ cho Hổ Khiếu Tông các ngươi thượng môn cầu hôn, sẽ không cho phép sư Hống Môn thượng môn cầu hôn. Hổ Khiếu Tông chọn lựa quan hệ các phái, chẳng qua là lấy công mưu tư, mượn cơ hội đả kích sư Hống Môn mà thôi. Lúc Lý Thất Dạ xuất thủ, cũng tùy tiện giúp Trì Tiểu Đao một cái, kể từ đó, Trì Tiểu Đao càng nên lên Bảo Vân Thế Gia cầu hôn, việc này vừa nói ra, liền trở nên sáng tỏ. Nói hưu nói vượn, ngươi chỉ là một tiểu quỷ miệng còn hôi sữa, cũng dám ăn nói lung tung ở chỗ này. Hổ Nhạc mắt hổ phát lạnh, sát ý soàn soạt. Chương 312, Đàm Tiếu Chiến Quần Hùng. Lúc này, không ít ánh mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ, có người nhận biết Lý Thất Dạ, cũng có người không biết Lý Thất Dạ, người không biết Lý Thất Dạ đều kỳ quái. Tiểu quỷ này là người nào, cũng dám mở miệng khiêu khích thiên tài thế hệ trẻ tuổi như Hổ Nhạc, người nhận biết Lý Thất Dạ đều biết, hung nhân này lại muốn xuất thủ. Lý Thất Dạ nở nụ, cười, nói, chính như ngươi nói, có phải như thế hay không, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Hôm nay chư hiền các phái tề tụ ở đây, chính là nơi cùng thương lượng đại sự thiên hạ, không phải là nơi giải quyết ân oán cá nhân. Lúc này một thanh âm trầm ổn vang lên, mở miệng chính là Diêu Quang Cổ Quốc, cự tử tổ Hoàng Vũ của Diêu Quang Cổ Quốc. Hôm nay hắn ngồi ở chỗ này, chính là đại biểu cho Diêu Quang Cổ Quốc. Tổ Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, trầm giọng nói, nhưng mà, đại sự nơi đây, cũng không phải một vô danh tiểu tốt có thể ăn nói bừa bãi, nếu là như vậy, hẳn là tước đoạt tư cách tiến vào môn hộ vạn cổ của hắn. Lời ấy của Hoàng Vũ huynh ta đồng ý. Một thanh âm bá khí khác vang lên, một thanh niên khác đứng lên, thanh niên này dáng người khôi ngô, như ngọc trụ kim sơn, khí phách ngất trời, một cỗ khí thế hùng hổ dọa người làm cho người ta kính sợ ba phần. Thanh niên này chính là đại hoàng tử bá hạ của Giao Quang Thánh Quốc. Tổ Hoàng Võ chính là cự tử của Diêu Quang Cổ Quốc, bá hạ chính là đại hoàng tử Nộ Tiên Thánh Quốc. Sau lưng bọn họ đại biểu đều là truyền thừa cường đại của quái vật khổng lồ, chiếm cứ giang sơn của Đông Bách Thành. Hiện tại Tổ Hoàng Võ và bá hạ cùng mở miệng, đứng ở cùng một trận doanh, khiến cho người ở đây đều hít một hơi lạnh, bất luận là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi hay là tu sĩ thế hệ trước, trong lòng đều vì đó rùng mình. Hai đại truyền nhân đồng thời mở miệng, đây chính là đại biểu lập trường của hai đại phái. Tổ Hoàng Võ, Diêu Quang Cổ Quốc cự tử, một thân kiêm tu đế thuật của hai đại tiên đế, để cho bất luận kẻ nào cũng phải kính sợ. Bá hạ, đại hoàng tử Nộ Tiên Thánh Quốc, bá vương thể trời sinh một trong 24 hoàng thể, càng tu luyện thuật trấn quốc của Nộ Tiên Thánh Quốc. Thuật bá hạ tiên thể, được vô số người gửi gắm kỳ vọng cao, từng có người nói, tương lai hắn có thể tiên thể đại thành, trở thành tiên thể đại thành thứ hai sau thủy tổ Nộ Tiên Thánh Quốc. Chính là bởi vì như thế, bá hạ từ nhỏ đã đổi tên, khi còn bé hắn cũng không gọi bá hạ, nhưng mà, sau đổi tên thành bá hạ, chí không cần nói cũng biết. Hắn muốn làm bá hạ thứ hai của Nộ Tiên Thánh Quốc. Hiện tại hai đại thiên tài trẻ tuổi đồng thời mở miệng chèn ép Lý Thất Dạ, để tất cả mọi người đang ngồi không khỏi nhìn Lý Thất Dạ. Rất nhiều người đều biết, đặc biệt là học sinh Thiên Đạo Viện càng rõ ràng, Lý Thất Dạ chém quỷ phù thụ, có thể nói là cùng Diêu Quang Cổ Quốc kết xuống sinh tử đại thù. Bá hạ bá đạo nói, môn hộ vạn cổ, chính là di sản vô thượng chư hiền lưu lại, tiểu bối vô danh lại có tư cách gì đi vào. Lúc này do chư đại giáo cương quốc cùng thương lượng là được, người không có phận sự, hẳn là thanh tràng rời đi. Bá hạ vừa nói ra lời này, lập tức đắc tội rất nhiều môn phái nhỏ và tán tu ở đây, nhưng mà hắn lại không thèm quan tâm, chút nào. Thậm chí là nói, với tư cách là truyền thừa cường đại, Nộ Tiên Thánh Quốc không coi môn phái nhỏ và tán tu là chuyện to tát gì.
Chỉ cần Nộ Tiên Thánh Quốc có thể liên thủ với truyền thừa cổ xưa như Diêu Quang Cổ Quốc, môn phái nhỏ căn bản là không cách nào lay động bọn họ. Đề nghị như vậy ta đồng ý. Lúc này một thanh âm xa xưa khác vang lên, ở giữa sân có một thanh niên toàn thân được thanh khí bao bọc đứng lên. Vĩ Ngạn thần bí, toàn thân hắn thanh khí quanh quẩn, một đôi mắt sáng chói, giống như là thần tinh. Thiên tử Thanh Huyền của Thánh Thế Học Viện, Thanh Huyền Cổ Quốc cũng có người đến. Nhìn thấy người thanh niên này, học sinh của Hữu Thiên Đạo Viện ở đây không khỏi thầm hô. Lúc này, phía sau Thanh Huyền Thiên Tử ngồi không ít cường giả Thanh Huyền Cổ Quốc, mỗi người đều là huyết khí kinh người. Trước đó, Thanh Huyền Thiên Tử liền bái nhập Thiên Đạo Viện, hôm nay cường giả Thanh Huyền Cổ Quốc xuất hiện tại Thiên Đạo Viện, chẳng có gì lạ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thanh Huyền Thiên Tử, nở nụ cười, ung dung không vội nói, thì ra là bại tướng dưới tay. Làm sao? Năm đó nhặt được mạng nhỏ ở Ma Bối Lĩnh còn không có được giáo huấn, hôm nay cũng dám chạy đến trước mặt ta kiêu ngạo. Xem ra, đại gia ta không tàn sát sạch Thanh Huyền Cổ Quốc các ngươi, liền thật cho rằng ta là lòng dạ từ bi. Đối với Thanh Huyền Cổ Quốc, Lý Thất Dạ căn bản là không có cái gì phải khách khí. 3 vạn năm trước Thánh Thiên Giáo muốn tàn sát Tẩy Nhân Cổ Phái, sau lưng tuyệt đối là có bóng dáng của Thanh Huyền Cổ Quốc. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, không ít tu sĩ thế hệ trước, thậm chí là học sinh Thiên Đạo Viện ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Khẩu khí thật ngông cuồng, hai mắt bá hạ trợn trừng, khí phách ngất trời, hung hổ dọa người, chỉ bằng một tên tiểu quỷ mà cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Bá hạ đương nhiên là cùng Lý Thất Dạ không qua được, sư đệ hắn Tư Mã Long Vân vốn là muốn cưới Chỉ Tiểu Điệp. Nửa đường giết ra một Lý Thất Dạ, hủy hết chuyện thông gia này, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Lý Thất Dạ. Nếu đã có người tự cho mình siêu phàm, vậy trước khi tiến vào môn hộ, hãy thanh lý một ít người rảnh rỗi đi. Hổ Nhạc cũng mắt hổ lấp lánh hàn quang. Thanh Huyền Thiên Tử bị thanh khí bao vây, hắn cũng gật đầu nói, không liên quan người, hoàn toàn chính xác nên thanh lý, đặc biệt là một ít người không biết sống chết. Hoàng Vũ Huynh, ngươi nói có đúng hay không? Lúc này, một đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tán tu, có lẽ tiểu phái đã tản đi rồi. Phía sau cánh cửa vạn cổ cất giấu hung hiểm động trời, một khi đi vào, nói không chừng sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Tốt hơn là đừng mạo hiểm. Lúc này Tổ Hoàng Vũ cũng gật đầu nói. Trong nháy mắt, truyền thừa Thanh Huyền Cổ Quốc cường đại nhất ở đây, Diêu Quang Cổ Quốc, Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông lập tức đứng ở trên cùng một trận tuyến. Nói không chừng trước, đó, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, hôm nay Lý Thất Dạ chẳng qua là một ngòi nổ mà thôi. Như vậy quá đáng rồi, môn hộ vạn cổ không phải của các ngươi, là Thiên Đạo Viện, Thiên Đạo Viện đồng ý cho người trong thiên hạ cùng hưởng. Các ngươi dựa vào cái gì mà không cho người khác vào? Lúc này, có tán tu, có đệ tử xuất thân bình dân của Thiên Đạo Viện đều nuốt không trôi cục tức này, nhao nhao mở miệng nói. Đúng đấy, môn phái vạn cổ cũng không phải của các ngươi. Không ít môn phái nhỏ cũng không nhịn được phụ họa theo, lúc này nếu không tranh thủ thì không có cơ hội. Vào giờ khắc này, tiểu môn tiểu phái cũng tốt, tán tu cũng thế, thậm chí đệ tử xuất thân bình dân Thiên Đạo Viện, bọn họ đều hiểu rõ. Sư Hồng Môn, Lý Thất Dạ, đó chẳng qua là ngòi nổ mà thôi, chỉ sợ những đại giáo cương quốc này đã sớm có hiệp thương, đã đạt thành hiệp nghị. Hôm nay cái gọi là cùng thương lượng đại sự, chẳng qua là diệt trừ đối lập, bài trừ tiểu môn tiểu phái ở ngoài cửa mà thôi. Thần vật tiên chân của Thiên Đạo Viện đương nhiên là người người cùng hưởng. Lúc này Tổ Hoàng Vũ từ từ nói, chư hiền của các đại môn phái vì suy nghĩ cho thiên hạ, vì mưu phúc lợi cho người trong thiên hạ, vì để tránh cho tu sĩ trong thiên hạ chết thảm trong hung hiểm sau môn hộ, do chư đại phái trong thiên hạ liên thủ, cùng lấy thần vật tiên chân trong môn hộ, sau khi lấy ra, lại chia sẻ với người trong thiên hạ, mỗi người đều có phần. Lời này vừa nói ra, ai cũng không tin, thịt mỡ bị lang hổ nuốt vào, còn muốn để bọn họ phun ra. Đó là so với lên trời còn khó hơn, Tổ Hoàng Võ nói như vậy chẳng qua là vẽ cho mọi người một khối bánh vẽ mà thôi. Đánh rắm, cái rắm phóng vừa vang vừa hôi, thối không ngửi được. Muốn làm kỹ nữ, lại muốn giả bộ thuần khiết, nói chính là loại mặt hàng như Diêu Quang Cổ Quốc, cái gì chư hiền vì thiên hạ suy nghĩ, vì người trong thiên hạ cùng mưu phúc lợi. Một đám lão bất tử nằm dưới đất cả ngày nghĩ mưu đoạt bảo tàng của người khác cũng dám tính toán chư hiền, cái này có biết xấu hổ hay không? Lý Thất Dạ cười ha ha nói, xem ra có người không biết sống chết, muốn đối địch với người trong thiên hạ. Lúc này Thanh Huyền Thiên Tử từ từ nói,
hai mắt Tổ Hoàng Võ cũng mãnh liệt, đằng đằng sát khí, đứng ra, trầm giọng nói, việc này Chư Hiền Thiên Hạ đã có kết luận. Thiên hạ đại sự như thế, làm sao một tiểu bối vô danh như ngươi có khả năng đánh giá? Không hề nghi ngờ, Tổ Hoàng Võ là có dụng ý đánh chết Lý Thất Dạ tại chỗ, giết gà dọa khỉ, cũng là báo thù Quỷ Phù Thụ. Thiên hạ Chư Hiền, Lý Thất Dạ liếc hắn một cái, khinh thường nói, Chư Hiền Thiên Hạ trong miệng ngươi là cái thá gì? Để cho bọn họ lăn ra đây, để lão tử nhìn một chút đám lão bất tử này có mặt mũi gì tự xưng là Thiên Hạ Chư Hiền. Đúng vậy, cái này chỉ là mượn cớ mà thôi. Lúc này, không ít tu sĩ tiểu môn tiểu phái cùng tán. Tu không khỏi phụ họa nói, hai mắt Tổ Hoàng Vũ mãnh liệt, khí thế cuồn cuộn, trầm giọng nói, Thiên Hạ Chư Hiền một mảnh khổ tâm, như thế nào các ngươi muốn cùng Chư Hiền Thiên Hạ là địch hay sao? Hoàng Vũ huynh nói có lý, sau cánh cửa vạn cổ có nguy hiểm che giấu kinh thiên, nếu tất cả mọi người đi vào. Ai biết phải chết bao nhiêu người vô tội, Thiên Hạ Chư Hiền cùng mưu, lấy ra bảo vật cùng thế nhân cộng hưởng, đây chính là dụng tâm lương khổ. Lúc này có truyền nhân đại giáo cương quốc khác phụ họa nói. Đúng vậy, không làm mà hưởng còn không được sao. Ngàn vạn lần đừng nghe một ít tiểu bối lòng dạ bất lương châm ngòi ly gián. Cũng có vương tử mở miệng phụ họa nói. Đương nhiên, những cái gọi là đại giáo cương quốc cùng diêu quang cổ quốc đã sớm kết thành một đoàn, cùng một ruột. Những đại giáo cương quốc bọn họ đương nhiên là muốn đem tiểu môn tiểu phái. Tán tu bài trừ ở bên ngoài, có trời mới biết bên trong môn hộ vạn cổ có kỳ ngộ gì, vạn nhất bị một tiểu tán tu lấy được, vậy thì tổn thất quá lớn. Xem ra một ít tiểu nhân chọn lựa ly gián nên chém. Lúc này Thanh Huyền Thiên Tử nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, từ từ nói ra, nghi vấn ý chí Chư Hiền Thiên Hạ, tội không thể tha thứ. Ha ha, bại tướng dưới tay, tới đây a, xem lão tử có phải tự tay bẻ xương cốt của ngươi hay không. Đối với quạt gió châm lửa của Thanh Huyền Thiên Tử, Lý Thất Dạ không thèm quan tâm chút nào, chỉ vào mũi Thanh Huyền Thiên Tử cười to. Hắn còn sợ tìm không thấy cớ giết người, hiện tại có người đưa tới cửa muốn chết, hắn cực kỳ vui vẻ. Lý Thất Dạ bá khí như thế, không biết để cho bao nhiêu tu sĩ môn phái nhỏ, học sinh bình dân Thiên Đạo Viện ở đây vì đó quát tháo. Đương nhiên, bọn hắn không dám chọc tồn tại như Thanh Huyền cổ quốc, trong nội tâm đã vì Lý Thất Dạ quát tháo. Đồ vật không tự chủ được, châu chấu đá xe, cho dù ngươi là một tiểu bối vô tri cũng dám nghi ngờ sự anh minh của Chư Hiền Thiên Hạ. Hôm nay không thể lưu ngươi lại. Lúc này Tổ Hoàng Vũ đứng dậy, trầm giọng nói. Bá hạ cũng khí phách ngất trời, hùng hổ dọa người, nói, diệt trừ kẻ tiểu nhân bụng dạ khó lường, bá mỗ bằng lòng giúp Hoàng Vũ huynh một tay. Một đám hề, cái này cũng xứng xưng thiên chi kiêu tử. Lý Thất Dạ nở nụ cười, căn bản lười nhìn bọn hắn nhiều một chút, căn bản là xem thường những cái gọi là thiên tài này, cái gọi là thiên chi kiêu tử. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 313, thực lực bằng ngữ hạ. Tổ đạo hữu, qua rồi. Ngay tại thời điểm Tổ Hoàng Võ bọn hắn muốn vây quét Lý Thất Dạ, một cái thanh âm như tiên âm vang lên, một nữ tử bồng bềnh mà tới. Nữ tử bồng bềnh mà tới, như trích tiên nhập hồng trần, không ăn khói lửa, tiên tư vô song. Khi nàng xuất hiện, dị tượng hiện ra, trời rơi hoa sen, đất phun suối vàng, dị tượng như thế. Tựa như là chân tiên hạ phàm, tiên tử Mai Tố Giao. Người nhập thế của Trường Hà Tông, bất luận là xuất thân của nàng hay là bản thân của nàng, đều khiến người ta kiêng kỵ. Nàng tuyệt đối là người có tư cách đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu truyền thuyết nhất đương thời. Tiên tử Mai Tố Giao phiêu nhiên tới, nàng nói với mọi người, vạn cổ môn hộ, vốn là thuộc về Thiên Đạo Viện, là chủ nhân Thiên Đạo Viện đều nguyện ý cùng người trong thiên hạ cộng hưởng. Chư phái lại có gì có thể tước đoạt tư cách của người khác, cho dù là Chư Hiền đương thời, cũng không thể tước đoạt tư cách của người khác. Chúng sinh ngồi ngang hàng, không phân cao thấp, nếu Thiên Đạo Viện cũng nguyện ý mở ra, như vậy kỳ ngộ trong vạn cổ môn hộ, hẳn là mỗi người cùng hưởng, bất luận là đại giáo cương quốc hay là tán tu tiểu phái, đều hưởng thụ tư cách như thế. Tiên tử nói rất hay. Lúc này, lập tức có tán tu tiểu phái, học sinh bình dân vì đó hoan hô. Mặc dù vừa rồi mọi người trong lòng đều đồng ý lời nói của Lý Thất Dạ, nhưng mà người chân chính đứng ra vì Lý Thất Dạ hoan hô vẫn là rất ít. Dù sao Lý Thất Dạ thế đơn lực bạc, mọi người mặc dù có lòng đồng ý, nhưng mà không có lực tương trợ.
Mà tiên tử Mai Tố Giao thì khác, bản thân nàng đã cao thâm mà chắc, hơn nữa Trường Hà Tông nàng cõng càng thêm đáng sợ. Diêu Quang Cổ Quốc cũng tốt, Thanh Huyền Cổ Quốc cũng thế, so sánh với Trường Hà Tông còn kém xa lắm. Mai Tố Giao đứng ra làm chỗ dựa cho mọi người, điều này làm cho đám người Tổ Hoàng Võ đều biến sắc. Tuy rằng bọn họ hy vọng tình huống như vậy xuất hiện, nhưng mà Mai Tố Giao so với bọn họ chỉ mạnh hơn chứ không kém. Về phần Trường Hà Tông, vậy thì không cần nói, Diêu Quang Cổ Quốc, Thanh Huyền Cổ Quốc đều không thể so sánh với Trường Hà Tông. Tiên tử lời này tuy là có lý, nhưng mà có một ít người bụng dạ khó lường, hẳn là trục xuất, không thể bỏ mặc hắn tiếp tục ở lại Đông Bách Thành khiêu bạt ly gián. Tổ Hoàng Vũ trầm giọng nói ra, hắn vừa nói là một mực nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ. Lúc nào thì Diêu Quang Cổ Quốc của ngươi đại biểu cho toàn bộ Đông Bách Thành rồi? Một tiếng cười trong trẻo vang lên, lúc này Băng Ngữ Hạ từ từ đi tới, nàng nữ giả trang thành nam lúc này trái ôm phải ấp. Giai nhân hai bên đều xinh đẹp khuynh thành, dáng vẻ phong lưu của nàng lúc này tựa như công tử phong lưu phóng khoáng. Ở trước mắt bao người, Băng Ngữ Hạ vẫn là làm theo ý mình, trái ôm phải ấp, không hề để ý ánh mắt của người khác, nàng cười đi vào, nói, Đông Bách Thành là Đông Bách Thành của nhân tộc, cũng là Đông Bách Thành của thiên hạ, tiên hiền nhân tộc đánh xuống mảnh thiên địa rộng lớn này, chính là ý nghĩa bất luận kẻ nào của nhân tộc đều có tư cách lưu lại Đông Bách Thành. Là ai ban cho Diêu Quang Cổ Quốc các ngươi có quyền trục xuất con em nhân tộc? Giao Quang Cổ Quốc cũng tốt, Nộ Tiên Thánh Quốc cũng thế, đều không, có gì ghê gớm. Các ngươi muốn độc chiếm môn hộ vạn cổ thì cứ việc nói thẳng, đừng chỉ nói những cái cớ cho má đó, kéo ra hổ làm đại kỳ cái gì, ném hết mặt mũi tổ tiên tiên đế các ngươi. Các ngươi cùng Lý Thất Dạ có thù liền trực tiếp oanh sát qua, giơ cờ đại nghĩa cái gì nghi ngờ quyết định chư hiền. Cái các ngươi gọi là chư hiền sao không đứng ra chuồn, để cho mọi người nhìn một chút người này đến tột cùng là thế nào mới có thể xưng tụng chư hiền. Một nam nhân, làm việc lằng nhằng, đều là mặt ngoài một bộ sau lưng một, 10 phần ngụy quân tử một cái. Tính tình như vậy cũng dám xưng thiên tài, cũng dám nói tương lai tranh thiên mệnh, vậy thật sự là cười đến rụng răng. So với Mai Tố Giao khách khí ưu nhã, Băng Ngữ Hạ nói chuyện kiêu ngạo mà thô lỗ, tính tình 10 phần, cái này khiến không ít tán tu tiểu phái, học sinh bình dân trong lòng đều thẳng hô thống khoái. Coi như bọn hắn không dám đắc tội Diêu Quang Cổ Quốc, Nộ Tiên Thánh Quốc, nhưng trong lòng cũng không khỏi hô thống khoái, đều cảm thấy buổi nói chuyện này mắng tốt. Nữ nhi, lời này có phong phạm của Băng Vũ Tiên Đế các ngươi. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười vừa nói, nữ nhân này, ta ngược lại là càng ngày càng có chút thích ngươi. Băng Ngữ Hạ liếc hắn một cái, nói, miễn đi, bản cung ta chỉ thích mỹ nữ, không có hứng thú với nam nhân. Đối với cách làm hào phóng này của Băng Ngữ Hạ, rất nhiều người ở đây đều không nói gì. Là một tuyệt thế mỹ nữ, Băng Ngữ Hạ lại thích mỹ nhân, ở Đông Bách Thành này không phải bí mật gì. Lúc này, sắc mặt của Tổ Hoàng Võ, Thanh Huyền Thiên Tử bọn họ hết sức khó coi, Mai Tố Giao coi như khách khí, mà Băng Ngữ Hạ lại mở miệng liền mắng toàn bộ bọn họ một lần. Chẳng lẽ nói Băng Vũ cung ngươi có thể đại biểu cho Đông Bách Thành? Tổ Hoàng Võ từ từ mở miệng, thánh quang đằng đằng, trang nghiêm đứng thẳng, khí thế phi phàm, trên người hắn vang lên tiếng chư hiền thiện sướng. Hắn đích thật là một người cường đại. Hắn vừa mở miệng, lúc này liền khí thế bức người, làm cho người ta kính sợ. Băng Ngữ Hạ liếc hắn một cái, buông mỹ nhân ra, thu quạt xếp trong tay, đứng ngạo nghễ, phơi nắng nói, Tổ Hoàng Vũ, ở trước mặt bổn cung ngươi giả bộ châu bò cái gì, ngươi là cái thá gì, một thân kiêm song đế thuật đúng không, đến, bản cung lĩnh giáo song đế thuật. Thiên tài có gì đặc biệt hơn người? Đại gia ta từ trước đến nay xem thường thiên tài. Dứt lời, oanh một tiếng, trên đỉnh đầu lập tức hiện lên 9 cái mệnh cung, cửu cung cổ thánh, vô thượng thánh. Vừa nhìn thấy Băng Ngữ Hạ đầu treo 9 cái mệnh cung, tất cả mọi người ở đây đều giật nảy mình, trong sân có bao nhiêu thiên tài. Thanh Huyền Thiên Tử cũng tốt, Tổ Hoàng Võ cũng được, đều là thiên tài, học sinh Thánh Thế Viện ở đây cũng là thiên tài yêu nghiệt. Nhưng, khi Băng Ngữ Hạ đầu treo 9 cái mệnh cung, bất kỳ thiên tài nào cũng không có tính tình, hiện tại Băng Ngữ Hạ không chỉ đăng lâm cổ thánh, hơn nữa còn có 9 cái mệnh cung. Điều này thật đáng sợ, cảnh giới cổ thánh, 9 mệnh cung có thể được xưng tụng là cực hạn, 9 đại mệnh cung đã là vô thượng thánh. Hoàn toàn có thể nhìn xuống tất cả cổ thánh đứng trên cảnh giới cổ thánh, cho dù thánh tôn xuất thế,
nhìn thấy thiên tài tuyệt thế như thế, cũng biến sắc. Điều này sao có thể? Cường giả ở đây, bất luận là thiên tài trẻ tuổi hay là tu sĩ thế hệ trước, cho dù là cổ thánh thế hệ trước, nhìn thấy chín mệnh cung của Băng Ngữ hạ đầu treo đầu, cũng đều biến sắc. Thiên tài thì là cái thá gì? Rõ ràng Băng Ngữ hạ là một cô gái, nhưng lúc này lại ngang ngược kiêu ngạo, nói ta ghét nhất là thiên tài. Lời nói này nói ra bá khí đến rối tinh rối mù, nhưng mà ở đây bất luận là ai cũng sẽ không cho rằng Băng Ngữ hạ khẩu xuất cuồng ngôn. Cửu cung cổ thánh, tuổi như thế, bất luận là đặt ở nơi nào, đều có thể ngạo khí mười phần. Cô nàng này, thật đúng là giống Băng Vũ tiên đế. Nhìn Băng Ngữ hạ kiêu ngạo ngang ngược lạnh lùng, Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay than nhẹ. Tại thời khắc này, hắn đều giống như là thấy được bộ dáng Băng Vũ tiên đế năm đó vẫn là thiếu nữ. Lúc này, bất luận là Thanh Huyền thiên tử hay là Tổ Hoàng Võ, sắc mặt đều trầm xuống. Cửu cung cổ thánh, đây đã đủ tiền vốn cuồng ngạo rồi. Đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, cửu cung đã là cực hạn, về phần thập cung trong truyền thuyết, đó là có thể đếm được trên vạn cổ tới nay. Hơn nữa Băng Ngữ hạ niên kỷ như vậy, nói không chừng tương lai có thể mở ra cung thứ 10. Nhất thời, không khí trong tràng diện trở nên khẩn trương, Băng Ngữ hạ kiêu ngạo khiêu chiến Tổ Hoàng Võ, lập tức khiến hai truyền thừa Dương cung bạt kiếm. Lần này mọi người tề tụ ở đây đều là vì kỳ ngộ của môn hộ vạn cổ, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Thiên đạo viện đều nguyện ý cùng thiên hạ cộng hưởng môn hộ, bất luận môn phái nào cũng không có tư cách tước đoạt quyền lực của người khác. Lúc này Mai Tố Giao mở miệng, miệng phun chân ngôn, tiên âm trận trận, nàng có một cỗ mị lực không nói ra được, lúc nàng mở miệng, có thể làm cho lòng người ôn hòa. Điểm này, ta đồng ý với lời nói của Mai tiên tử. Lúc này, có người từ trên trời giáng xuống, người này từ trên trời giáng xuống, vạn pháp tùy tùng, một bước đại đạo hòa. Một bước thiên địa độc tôn, trong lúc nhìn quanh, nhật nguyệt thất sắc, chỗ độc hành, sơn hà vi động. Những nơi hắn đi qua, chúng sinh linh vì đó run rẩy, hắn tựa như là thần nhân từ cửu thiên hạ xuống. Thần nhân cơ không vô địch, học sinh duy nhất của Đế Thế Viện. Nhìn thấy thanh niên từ trên trời giáng xuống, không biết bao nhiêu người vì thế mà hét lên một tiếng. Thần nhân cơ không vô địch, truyền nhân đạp không sơn, cháu sáu đời đạp không tiên đế, bất luận là danh hiệu nào, đều kinh diễm đương thời, bao nhiêu thiên tài, so sánh cùng thần nhân cơ không vô địch, đều là ảm, đạm thất sắc. Thần nhân cơ không vô địch, là học sinh duy nhất của Đế Thế Viện đương thời. Hắn vào Đế Thế Viện ngộ đạo, nghe nói có thu hoạch vô cùng kinh người. Đế Thế Viện của Thiên Đạo Viện là học viện có quy cách cao nhất, vạn cổ tới nay, học sinh từng tiến vào Đế Thế Viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là tổ tiên của cơ không vô địch đạp không tiên đế khi còn trẻ cũng không thể tiến vào Đế Thế Viện. Ở kiếp này, cơ không vô địch bái nhập Đế Thế Viện, ngoại trừ nghe đồn muốn cùng Hạo Hải tiên đế lúc còn trẻ so cao thấp ra, cũng là bù đắp tiếc nuối tổ tiên hắn khi còn trẻ chưa thể bái nhập Đế Thế Viện. Nghe nói tiên tử đương đại Mai Tố Giao cũng có tư cách bái nhập Đế Thế Viện, nhưng Mai Tố Giao lại chưa vào Đế Thế Viện. Mai Tố Giao thân phận rất đặc thù. Nàng ở lại Thiên Đạo Viện, vừa không phải học sinh, cũng không phải lão sư, nàng cùng Thiên Đạo Viện chư viện chủ càng nói đại đạo. Đương nhiên, ở phương diện này Mai Tố Giao cực kỳ có thành tích, nàng từng giảng kinh thụ đạo, nàng thật sự có năng lực cùng Thiên Đạo Viện chư viện chủ chung đàm đại đạo. Kỳ ngộ trong môn hộ vạn cổ, tất cả đều dựa vào duyên phận, nếu chư vị đều tự nhận là tuấn kiệt đương thời, nhất thời chi tiêu, làm sao sợ người khác tranh giành, thiên hạ kỳ ngộ, lấy duyên cư chi. Đã như vậy, chư vị cần gì bài xích người khác, mọi người cùng vào môn hộ, có thể được kỳ ngộ hay không, phải xem thần thông của mọi người. Thần nhân cơ không vô địch trong lúc nhìn quanh tựa như duy ngã độc tôn, mở miệng mà nói, đã là khí phách mười phần, lại là tự tin vô cùng, căn bản cũng không sợ tranh giành với người khác. Mai tiên tử cùng thần nhân nói rất đúng, chúng sinh bình đẳng, kỳ ngộ trong môn hộ chỉ người có duyên mới có được, mỗi người đều có phần. Có tiểu phái tán tu lớn tiếng kêu lên, đúng đấy, đại giáo cương quốc dựa vào cái gì độc chiếm môn hộ vạn cổ. Mai tiên tử cùng thần nhân đều có lòng dạ khoáng đạt không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, tiểu phái tán tu, học sinh bình dân ở đây đều hoan hô lên, đều vỗ tay, vì Mai Tố Giao cùng cơ không vô địch mà hoan hô. Chương 314, bức hôn. Tiểu tử này đoạt danh tiếng của công tử. Bên tai Lý Thất Dạ đột nhiên vang lên một thanh âm, không biết từ lúc nào. Bên cạnh Lý Thất Dạ ngồi một thanh niên thoạt nhìn ngăm đen,
Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, liền biết người này là Tư Không Thâu Thiên. Tung danh là cái đồ chơi gì? Lý Thất Dạ không quan tâm, cười một cái, nói, có người thích thì cầm đi, ta càng thích giết người hơn. Nói tới đây, liếm liếm bờ môi, thấy động tác của Lý Thất Dạ, Tư Không Thâu Thiên vô thức dùng mình một cái. Hắn đã gặp rất nhiều sóng gió, ngay cả tổ địa tông thổ của Đại giáo Cương Quốc hắn cũng từng lẻn vào. Đối với hắn mà nói, thứ có thể khiến hắn sợ hãi cũng không nhiều. Nhưng mà, khi Lý Thất Dạ liếm môi một cái, hắn lại sởn tóc gáy. Vào giờ khắc, này, hắn giật mình thấy được cảnh tượng máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Lý Thất Dạ giống như là một ác ma khát máu, nhìn máu chảy thành sông, thi cốt như núi liếm môi, giống như là chưa thỏa mãn. Điều này làm cho Tư Không Thâu Thiên không khỏi sợ hãi, hắn giống như là ngửi thấy được mùi máu tươi. Lúc này, bọn Tổ Hoàng Võ đã nói không ra lời, đến tình trạng như vậy, quái vật khổng lồ sau lưng bọn họ muốn loại trừ những người khác ra ngoài cũng đã là chuyện không thể nào. Đối với Diêu Quang Cổ Quốc bọn họ mà nói, phát triển tốt nhất trong tương lai là thanh tràng trước, thuận tiện cho bọn họ rảnh tay. Nhưng bây giờ bọn họ muốn loại trừ những người khác, thanh lý những người khác muốn nhúng chàm chia sẻ cánh cửa, đó là chuyện không có khả năng. Cuối cùng, cái gọi là hội nghị này không giải quyết được gì, những đại giáo cương quốc Tổ Hoàng Võ bọn hắn muốn tước sạch toàn bộ chương trình cũng là như ý bản tính thất bại. Hội nghị này thành một hồi nháo kịch, cuối cùng sự tình gì cũng không thể đạt thành nhất trí, không giải quyết được gì. Đáng tiếc, lúc rời sân, Lý Thất Dạ không khỏi bó cổ tay than thở, bị Mai Tố Giao, Cơ Không Vô Địch bọn họ quấy nhiễu. Chuyện tốt của hắn không thể đạt thành, hắn lần này tham dự hội nghị, dĩ nhiên không phải vì trật tự mà đến. Hắn đang lo không có ngòi nổ, hắn đang định đại khai sát giới, xem những lão bất tử núp ở phía sau còn có thể giữ được bình tĩnh hay không. Đáng tiếc cái gì? Lúc Lý Thất Dạ rời tiệc, Băng Ngữ Hạ liếc hắn một cái, cũng đi theo. Lý Thất Dạ khoan thai cười nói, không có gì, vốn định hai tay dính chút máu tươi, hái xuống hoa hồng. Vốn muốn cho bầu trời nhộn nhạo huyết hà gợn sóng, để nhuộm đỏ đại địa. Đáng tiếc, trò hay như vậy bị quấy nhiễu. Chuyện máu me đầm đìa, đến trong miệng Lý Thất Dạ tựa hồ là trở nên thơ tình họa ý, chiêu này đến Băng Ngữ Hạ một cái liếc mắt. Ngươi muốn làm gì? Sau khi trở về, Băng Ngữ Hạ liền nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, giống như là muốn đem Lý Thất Dạ nhìn thấu. Lý Thất Dạ liếc nàng một cái, nói, không làm gì, chỉ là giết người, làm việc, lại vớt bảo vật, đơn giản như vậy, còn có thể làm gì? Tất cả mọi người không phải làm như vậy, hiện tại tất cả tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này, chuyện cần làm, đơn giản là những thứ này. Chém chém giết giết, bổn cô nương không có hứng thú. Băng Ngữ Hạ rửa một tiếng, mở chiếc phiến trong tay ra, Tiêu Diêu tự tại nói, đợi môn hộ mở, lại tìm ta. Chuyện chém chém giết, ngươi tự mình đi chơi đi, ta muốn cùng các cô nương đi tiêu sái. Lý Thất Dạ trừng mắt nhìn nàng một cái, nói, cô nương ra ra, cả ngày trái ôm phải ấp, vẫn là hảo hảo làm nữ hài tử đi. Mặc kệ ngươi, Băng Ngữ Hạ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, bản cô nương thích thế nào thì thế đó, cần ngươi phải quản sao. Đại gia, ngươi bớt lo lắng vớ vẩn đi. Ba một tiếng, Lý Thất Dạ một cái tát đánh vào mông nàng, thanh Băng Ngữ Hạ này sợ tới mức nhảy dựng, lập tức nhảy ra, dương nanh múa vuốt cảnh cáo nói, tiểu quỷ, ngươi dám lại chiếm tiện nghi của bản cô nương, coi chừng ta chặt hai tay của ngươi. Lý Thất Dạ vỗ vỗ bàn tay còn dư hương, nhàn nhã tự tại nói, nữ nhi, nếu như ngươi là nam nhân, ta còn chẳng muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Hảo hảo là một nữ hài tử a. Lời này khiến Băng Ngữ Hạ tức giận đến nghiến răng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không muốn đi để ý Lý Thất Dạ. Tuy lần hội nghị này chẳng làm nên trò trống gì, nhưng người vào thiên đạo viện rồi thì dù là đại giáo cương quốc hay tiểu phái tán tu đều không muốn rút lui. Mọi người hiểu rõ ở trong thiên đạo viện có lợi cho mình nhất, thậm chí đại giáo cương quốc khác cũng nghĩ mọi cách đưa thiên quân vạn mã tông môn vào. Đối với chuyện như vậy, đối với tiểu phái tán tu mà nói, đương nhiên là áp lực rất lớn, đại giáo cương quốc đem thiên quân vạn mã đưa vào, trực tiếp uy hiếp đến bọn hắn. Nhưng mà, thiên đạo viện làm chủ nhà đối với chuyện như vậy chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không nhìn thấy. Thiên đạo viện ở trên chuyện này hoàn toàn là làm một trưởng quỹ vung tay, căn bản cũng không đi hỏi nhiều. Thái độ của thiên đạo viện như thế, khiến rất nhiều người trong lúc nhất thời ý thức được, lúc này thiên đạo viện đã là tự thân khó bảo toàn. Đại tai nạn của thiên đạo viện trước mắt,
bản thân Thiền Đạo Viện cũng ứng phó không nổi, nơi nào còn có tinh lực đi quản chuyện này. Đặc biệt là sau Thiền Đạo Viện, thiên địa phân liệt càng ngày càng kịch liệt, mọi người đều hiểu Thiên Đạo Viện lần này thật sự là đại nạn lâm đầu. Nghĩ đến đây, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt, thèm nhỏ dãi. Phải biết rằng, nếu Thiên Đạo Viện thật sự sụp đổ, vậy thì bảo tàng của Sơn Hà này sẽ thành vật vô chủ. Thử nghĩ một chút, Thiên Đạo Viện trải qua trăm ngàn vạn năm tích lũy, đây là thần khí tiên chân kinh người cỡ nào. Cho nên, nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người dục dịch. Thậm chí có người bắt đầu âm thầm dò xét tổ địa tông thổ của Thiên Đạo Viện, len lén lẻn vào chỗ sâu nhất của Thiên Đạo Viện. Sư Hồng Môn cũng không rút lui, bọn họ vốn đến vì trợ giúp Thiên Đạo Viện, bọn họ muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, xem trận phong ba này sẽ diễn biến đến mức nào. Nhưng mà, ngay tại ngày thứ hai, thời điểm Lý Thất Dạ ở trong phòng ngồi xuống tu luyện công pháp, Chi Tiểu Đao lo lắng xông vào. Vừa thấy Lý Thất Dạ, tựa như là cứu tinh, gấp giọng nói, Lý Huynh, đại sự không tốt, mau cứu tỷ tỷ của ta. Làm sao vậy? Lý Thất Dạ đứng lên, nhíu mày một cái, trong ấn tượng của hắn Chi Tiểu Điệp cũng không phải là một người biết gây chuyện. Nộ tiên thánh quốc tới cửa bức hôn. Chi Tiểu Đao tức giận vô cùng, lúc này, sắc mặt hắn đỏ lên, phẫn nộ đến mức hận không thể giết ra ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác hắn không phải đối thủ. Ép cưới. Ý, Thất Dạ nhíu mày một cái, nói, như thế nào, nộ tiên thánh quốc không biết xấu hổ đến mức này rồi. Tỷ của ngươi rõ ràng không gả cho Tư Mã Long Vân, chẳng lẽ nộ tiên thánh quốc bọn họ còn muốn cưỡng hôn hay sao? Đúng là như thế. Nộ tiên thánh quốc đại hoàng tử bá hạ mang theo không ít người đến, bức hôn phụ hoàng ta, muốn tỷ tỷ ta gả cho xúc sinh Tư Mã Long Vân kia. Chi Tiểu Đao tức giận nói. Lý Thất Dạ sờ cằm, nói, một cương quốc, không biết xấu hổ đến tình trạng như vậy, thật đúng là không dễ dàng, cái này thật đúng là cần có một chút trình độ mới được. Hi, hi, cái này chẳng có gì lạ. Lúc này, Tư Không Thâu Thiên ở ngoài cửa đi ra, cười hì hì nói. Tư Không Thâu Thiên tiến vào, cười hì hì nói, vừa lúc ta nghe được một chút tin tức ngầm, cưới chỉ cô nương, Tư Mã Long Vân nhất định là cầu còn không được. Nhưng mà, đối với nộ tiên thánh quốc mà nói, cưới chỉ cô nương, đây chẳng qua là chuyện bổ sung thêm. Mục đích thật sự của bọn họ là tiên thể thuật của Chỉ gia các ngươi, còn có thần đồng thiên binh đạo mà chỉ cô nương gần đây tu luyện. Hắc, bất luận là tiên thể thuật của Chỉ gia các ngươi, hay là thần đồng thiên binh đạo của chỉ cô nương, đó đều không thua gì tuyệt học vô thượng của đế thuật. Nếu cưới được chỉ cô nương, vậy thì ý nghĩa hai đại tuyệt học vô thượng tận trong túi, chuyện có lời như thế, cho dù sinh lễ của nộ tiên thánh quốc có chân quý hơn nữa cũng đáng giá. Nghe Tư Không Thâu Thiên nói vậy, sắc mặt Chỉ Tiểu Đao khó coi tới cực điểm, oán hận nói, Chỉ ra chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho đám xúc sinh này thực hiện được. Gần đây ta nghe được một chút tin tức nhỏ. Tư Không Thâu Thiên cười hì hì nói, hắc, bá hạ tiên thể thuật của nộ tiên thánh quốc đích thật là không hoàn chỉnh. Lúc còn sống mặc dù có bổ khuyết, nhưng mà vẫn không phải tiên thể thuật thập phần hoàn chỉnh. Nghe nói gần đây đại hoàng tử nộ tiên thánh quốc muốn độ tiên thể tiểu kiếp, nhưng mà thể ma của hắn rất hung ác, thể phách của hắn cực kỳ hỗn tạp. Cho dù hắn vượt qua tiểu kiếp như vậy, thể sát vẫn không thể khu trừ sạch sẽ, cái này sẽ vì đại kiếp nạn tiên thể tương lai chôn xuống tai họa ngầm phản phệ. Gần đây bá hạ gấp gáp, hắn muốn bổ toàn tiên thể thuật nộ tiên thánh quốc bọn họ. Truyền thuyết nói tiên thể thuật của Chỉ gia các ngươi chính là truyền thừa từ thời đại hoang mãng viễn cổ. Cũng không phải là tổ tiên các ngươi sáng chế, đây là tiên thể thuật hoàn chỉnh, cho nên bá hạ muốn nhìn một chút tiên thể thuật của Chỉ gia các ngươi. Xem có thể bị tiên thể thuật nộ tiên thánh quốc bọn họ không trọn vẹn hay không. Nói tới đây, Tư Không Thâu Thiên chậc lưỡi, nhìn Chỉ Tiểu Đao, vừa cười vừa nói, trên thực tế, đại giáo cương quốc ở Đông Bách Thành thèm nhỏ dãi tiên thể thuật của Chỉ gia các ngươi không chỉ một cái, đây cũng là nguyên nhân vì sao vẫn không có ai động thủ, tựa như nộ tiên thánh quốc, bọn. Họ thẳng chính là diệt sư hống môn các ngươi, đoạt tiên thể thuật, như vậy sẽ để cho đại giáo cương quốc khác có cớ thảo phạt nộ tiên thánh quốc bọn họ. Nói không chừng, đến lúc đó, tiên thể thuật của Chỉ gia các ngươi chính là mỗi người chép một bản. Sắc mặt Chỉ Tiểu Đao khó coi tới cực điểm, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, trên thực tế, hắn cũng chưa từng thấy qua tiên thể thuật của Chỉ gia, chỉ có gia gia hắn rõ ràng. Đối với người Chỉ gia tiên thể thuật người người thèm nhỏ dãi như thế, này chẳng có gì lạ, dù sao, thứ này so với đế thuật còn muốn chân quý hơn,
có thể so sánh với thiên mệnh bí thuật. Nếu không phải lão tổ Trì Gia Sư Hống Thánh Hoàng còn sống, mà Sư Hống Thánh Hoàng lại cùng mấy vị viện chủ Thiên Đạo Viện có giao tình không cạn, bằng không thì sớm đã có người động thủ đối với Sư Hống Môn. Bất quá, đối với không ít đại giáo cương quốc mà nói, hiện tại động thủ cũng không muộn, hiện tại Thiên Đạo Viện tự thân khó bảo toàn, không có khả năng trợ giúp Sư Hống Môn. Hiện tại thế cục hỗn loạn như thế, thậm chí Nộ Tiên Thánh Quốc bọn hắn kết thành liên minh, lúc này không đoạt tiên thể thuật Trì Gia, còn đợi khi nào? Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 315, Giết Không Xá. Lý huynh, nhanh lên nha, hiện tại bá hạ đã ép tới cửa. Trì Tiểu Đao lo lắng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, cũng được, chính là thời điểm, đã có người tới cửa tìm chết, ta không diệt hắn, thật đúng là có lỗi với hắn. Nói xong lộ ra nụ cười, nhìn nụ cười sán lạn của Lý Thất Dạ, Tư Không Thâu Thiên không khỏi sờn hết cả gai ốc. Cảm thấy giống như là thấy được một đầu hung thú khát máu lộ ra răng nanh trắng như tuyết, hắn muốn quay người bỏ chạy. Đi nơi nào? Lý Thất Dạ chậm rãi nói, cũng nên đến lúc ngươi lập công, vô công, làm sao để cho người tin. Tư Không Thâu Thiên vốn định chạy trốn đành phải đứng lại, cười hì hì nói, không đi đâu, không đi đâu, chỉ cần công tử ngài ra lệnh một tiếng, vượt lửa trong nước không chối từ. Vậy thì tốt, chuẩn bị đồ sát đi. Lý Thất Dạ rất chân thành gật đầu, một chút ý tứ nói đùa cũng không có. Tư Không Thâu Thiên đành phải đau khổ đuổi theo, chính diện cứng đối cứng, cho tới nay đều không phải tác phong của hắn, nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn khác. Bá hạ dẫn Tư Không Long Vân đích thân tới cầu hôn, lần này bá hạ tới có thể nói là hùng hổ dọa người, quyết tâm phải có. Đối với bất kỳ người nào mà nói, tới cửa cầu hôn bị cự tuyệt, đặc biệt là Trì Tiểu Điệp đã quyết định không gả, đổi lại là người khác, tuyệt đối không thể mặt dày tới cửa cầu hôn lần nữa. Nhưng lần này bá hạ lại mang theo Tư Mã Long Vân đến, thậm chí có thể nói là lẽ thẳng khí hùng, tư thế kia của hắn, không thể không hiểu được, Trì Tiểu Điệp không gả không được. Trì Hoàng Chủ, ba món chân khí đại hiền, lấy làm sính lễ của Trì Cô Nương, ta nghĩ Nộ Tiên Thánh Quốc ta đã đủ thành ý rồi. Bá hạ từ từ nói, mặc dù hắn nói rất bình tĩnh, vẫn hùng hổ dọa người. Ba món đại hiền chân khí, cái này bất luận đặt ở nơi nào, đều là chuyện kinh thiên, mặc kệ đây là đại hiền chân khí cấp độ nào, đó đều là đồ vật dọa người, bảo vật vô giá. Ba món đại hiền chân khí làm sính lễ, đổi lại là tiểu môn tiểu phái khác, đây tuyệt đối là một vinh hạnh lớn. Lúc này, Sư Hống Hoàng Chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, về phần Trì Tiểu Điệp, càng là nộ khí trùng thiên, tú mục phun ra lửa giận. Hiền chất, mời trở về đi. Sư Hống Hoàng Chủ lạnh lùng nói, Nộ Tiên Thánh Quốc chính là bá chủ đương thời, Sư Hống Môn ta trèo cao không nổi. Bá hạ hùng hổ ép người mà đến, đây không phải tới cửa cầu hôn, mà là bức hôn. Trì Tiểu Điệp không muốn đều phải gả, chuyện như vậy đối với Sư Hống Hoàng Chủ làm phụ thân mà nói, đây là vô cùng nhục nhã. Bá hạ hai mắt lệ, khí thế bức nhân, nói, Trì Hoàng Chủ, không nên tự mình sai lầm, sư đệ ta chính là tuấn kiệt đương thời. Luận tướng mạo, luận thiên phú, luận tài tình, đều cùng Trì Cô Nương trời sinh một đôi, địa thiết một đôi. Hai người bọn họ đại hôn, phụ hoàng ta tự mình chủ trì, lão tổ chúc phúc, đây chính là một đại thịnh sự. Ta tin tưởng, đây là một liên hôn mỹ mãn, mặc cho Nộ Tiên Thánh Quốc ta, cũng không nhục không có Trì Cô Nương, đối với Sư Hống Môn mà nói, đây cũng là một chuyện quang tông diệu tổ. Bá hạ khinh người quá đáng như thế, Thanh Sư Hống Hoàng Chủ cùng Trì Tiểu Điệp này tức giận đến run rẩy, đây đối với Sư Hống Môn mà nói, đây chính là vô cùng nhục nhã. Quang Tông Diệu Tổ. Vào lúc này một thanh âm lười biếng vang lên, nói, Thủy Tổ Nộ Tiên Thánh Quốc tính là cái gì, cũng dám so sánh cùng Tổ Tiên Trì Gia Bách Chiến Thần Hoàng. Tổ Tiên ngươi lúc còn sống, sách giày cho Bách Chiến Thần Hoàng còn không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ. Vừa nghe thanh âm này, Tư Mã Long Vân ở đây giống như là bị bọ cạp đốt một cái, lập tức nhảy dựng lên, thét to nói. Lúc này Lý Thất Dạ bước tới, nhàn nhã dạo chơi, nhìn bá hạ, không thèm để hắn vào mắt. Bá hạ lập tức hai mắt trợn trừng, khí phách như cầu vồng, bước ra một bước, sơn hà đều động, huyết khí cuồn cuộn như hồng thủy, lập tức trấn áp toàn bộ tràng diện, khiến người ta không thở nổi. Thấy Lý Thất Dạ, Trì Tiểu Điệp không khỏi vui mừng, hít sâu một hơi,
Co Ly Thất Dạ, trái tim nàng thả lỏng, cảm giác dù trời sập xuống Ly Thất Dạ sẽ chống tay lên. Nhìn thấy Ly Thất Dạ đi ra, Bá Hạ cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới Ly Thất Dạ, trầm giọng nói với Sư Hống Hoàng Chủ. Chỉ Hoàng Chủ, đừng bởi vì một ngoại nhân đem bách thế cơ nghiệp của Sư Hống môn ngươi đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nếu như Chỉ Hoàng Chủ còn có chút nhìn xa, người nào đó hẳn là đuổi Sư Hống môn của các ngươi ra, nếu không, nói không chừng sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Sư Hống môn ngươi. Bá Hạ huynh nói không sai chút nào. Vào lúc này, một thanh âm khác vang lên, Hổ Khiếu Tông Hổ Nhạc vậy mà xông vào, Sư Hống môn đệ tử muốn ngăn cũng không ngăn được. Hổ Nhạc xông tới, uy vũ sinh uy, long đằng hổ bộ, chớp mắt đã bước lên như ra vào chỗ không người, tự tới tự do, tiến lui không trở ngại, ngạo khí lăng nhân. Hổ Nhạc vậy mà xông vào như thế, cái này nhất thời để cho sắc mặt Sư Hống Hoàng Chủ khó coi tới cực điểm. Hổ Nhạc xông tới như thế, hoàn toàn là không coi ai ra gì, căn bản là không đem Sư Hống môn bọn họ để vào trong mắt. Sau khi Hổ Nhạc xông vào, mắt hổ nhìn quanh, vừa cười vừa nói, ta cũng cảm thấy Tư Mã huynh đệ và Chỉ cô nương là trời sinh một đôi. Địa thiết một đôi, Chỉ cô nương có thể gả vào Nộ Tiên Thánh Quốc, chính là tổ tiên che chở. Bá Hạ huynh, hai nhà các ngươi thông gia, chọn ngày không bằng gặp ngày, không do hôm nay thành thân cho rồi. Ngươi. Lúc này, một nhà ba người Sư Hống Hoàng Chủ bọn họ bị tức giận đến run rẩy, Chỉ Tiểu Đao đứng dậy, tức giận nói, Hổ Khiếu Tông các ngươi chớ khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Hổ Nhạc nhìn xuống Chỉ Tiểu Đao, ngạo nghễ xem thường, nói, Chỉ Tiểu Đao, nghe một câu khuyên, đừng cùng họ Lý lêu lổng cùng một chỗ, còn có. Về sau ngươi dám lại xuất hiện tại Bảo Vân Thế Gia, ta sẽ tự tay chảm tay chân của ngươi, hủy đi đạo hạnh của ngươi, để cho ngươi một đời làm một kẻ tàn phế. Vân sư đệ, còn không mau tiến lên bái kiến nhạc phụ. Lúc này Bá Hạ cười lạnh nói. Tư Mã Long Vân lập tức đại hỉ, vội vàng tiến lên, muốn cúi đầu liền bái. Thanh Sư Hống Hoàng Chủ cùng Chỉ Tiểu Điệp này tức giận đến muốn thổ huyết. Thế nào, làm ra ra bái ta làm hay sao? Đáng tiếc, ta không có khinh thường tử tôn như ngươi. Tư Mã Long Vân vừa muốn hạ bái, nhưng mà Lý Thất Dạ đã thoáng cái ngăn ở trước mặt Sư Hống Hoàng Chủ. Tư Mã Long Vân lập tức nộ khí trùng thiên, tại thời khắc này, hắn rốt cục bạo phát, huống chi hôm nay hắn có Bá Hạ cùng toàn bộ Nộ Tiên Thánh Quốc làm chỗ dựa. Hắn căn bản là không sợ Lý Thất Dạ, hắn giận dữ hét lên, tiểu súc sinh, ta chịu đủ ngươi rồi. Vừa dứt lời, điên cuồng hét lên một tiếng, như châu điên chạy như điên, hoàng kim mã ngưu thể của hắn lấy tư thái mạnh nhất vọt tới, muốn đem Lý Thất Dạ đánh bay. Oanh! Một tiếng, Lý Thất Dạ không có tránh. Khi Tư Mã Long Vân lấy hoàng kim mã ngưu thể đụng tới, hắn khẽ vươn tay, lập tức đem Tư Mã Long Vân bắt lấy. Kia sợ Tư Mã Long Vân hoàng kim mã ngưu thể có thể đụng nát núi cao, nhưng mà đều không thể dung chuyển Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ tựa như là ngàn tay vạn tay, như là chân thần lâm thế, mỗi một cánh tay có thể nâng lên một thế giới, sau lưng hiện lên chín đại giới. Lúc này Tư Mã Long Vân bị bốn tay Lý Thất Dạ bắt lấy, có xu thế ngũ mã phanh thây. Bốn cánh tay của Lý Thất Dạ giống như là thần kim đúc thành, không gì phá nổi, Tư Mã Long Vân bị bắt lại. Cho dù hắn là thực lực của vương hầu, cho dù hắn là hoàng kim mã ngưu thể, cũng căn bản không lay động được Lý Thất Dạ chút nào. Tiểu thành tiên thể, thiên thủ nghịch cửu giới, lại thêm hôm nay thực lực của Lý Thất Dạ đã là cảnh giới vương hầu, Tư Mã Long Vân căn bản không phải đối thủ của Lý Thất Dạ. Ở dưới tiểu thành tiên thể, bảo vật trấn tộc ngàn tay nghịch cửu giới của vạn tướng chân thần, trên có thể lay động cửu thiên, dưới có thể đánh chìm địa ngục, nghịch khả trảm tiên, thuận khả cửu thế. Giống như Tư Mã Long Vân chỉ là mã ngưu thể hoàng kim, so với thiên thủ nghịch cửu giới dưới tiểu thành tiên thể, căn bản là không tính là cái gì. Lý Thất Dạ, hôm nay ngươi dám động vào một sợi lông của sư đệ ta, ngươi đừng mơ tưởng sống sót rời khỏi nơi này. Bá Hạ lập tức tiến lên một bước, khí phách ngút trời, huyết khí toàn thân như gió lốc. Hổ Nhạc cũng tiến lên trước một bước, cười lạnh nói, họ Lý kia, thức thời thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, hôm nay ai tới cũng cứu không được ngươi, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Lúc này Hổ Nhạc và Bá Hạ lập tức thành sừng, có xu thế vây khốn Lý Thất Dạ, bọn họ song song ra tay, có xu thế một kích chém giết Lý Thất Dạ. Xem ra hôm nay bọn họ có chuẩn bị mà đến, không chỉ là vì cầu hôn mà đến, chỉ sợ cũng là vì chém giết mà đến. Bọn họ muốn thành chuyện tốt.
muốn mưu sư giống môn vô thượng tiên thể chi thuật, tất là trước chém Lý Thất Dạ, diệt trừ Lý Thất Dạ viên đá chặn đường này. Chỉ hai con sâu lông các ngươi cũng chạy ra uy hiếp ta. Lý Thất Dạ nghìn tay vạn tay, nhìn Hổ Nhạc cùng Bá Hạ, chậm gì gì vừa cười vừa nói, chớ nói hai con sâu lông. Cho dù tổ tiên các ngươi từ trong mộ bò ra, chọc giận đại gia ta, ta cũng sẽ tự tay hủy đi một thân xương cốt của bọn hắn. Vừa nói xong, cánh tay nắm lấy Tư Mã Long Vân dùng sức. Không. Tư Mã Long Vân kêu thảm một tiếng, phốc một tiếng, hắn bị Lý Thất Dạ xé thành bốn khối, ngay cả chân mệnh cũng không tránh được một kiếp, bị một tay khác thoáng cái bóp tắt. Trong nháy mắt, Tư Mã Long Vân ngay cả lực phản kháng cũng không có, thoáng cái bị Lý Thất Dạ xé sống. Tư Mã Long Vân cho dù là lúc sắp chết cũng không cam lòng, hắn có sư huynh ở đây làm chỗ dựa, Lý Thất Dạ lại dám giết hắn. Muốn chết. Bá Hạ và Hổ Nhạc lập tức cuồng nộ, hai người nháy mắt ra tay, một kích đánh chìm thiên địa, lấy một kích vô cùng mạnh mẽ thẳng chém Lý Thất Dạ, bọn họ muốn một kích giết chết Lý Thất Dạ. Cút. Lúc này Lý Thất Dạ trấn ngục thần thể bạo phát, thần thể chi uy bao phủ cửu thiên thập địa, Senju nâng lên 3.000 tiểu thế giới, lưng cõng 9 đại thế giới, ngàn, tay vạn tay trấn áp xuống, tựa như là 3.000 tiểu thế giới trấn áp tới, đè sụp chư thiên, sụp đổ 18 tầng địa ngục. Thực lực vương hầu, tiểu thành tiên thể, thuật chấn tộc chân thần, ba thứ vừa ra, cho dù là cổ thánh tự mình ra tay, cũng không có gì vui, tiên thể vô thượng, đây không phải một câu nói suông. Oanh, một tiếng vang thật lớn, doanh địa sư hống môn dưới một kích này nổ tung tại chỗ, nhưng mà, Bá Hạ cùng Hổ Nhạc xuất thủ, đều không chiếm được bất luận cái tiện nghi gì, bọn hắn bị ngàn tay vạn tay quất chúng, lập tức bị quất bay ra ngoài, phá tan doanh địa sư hống môn. Chương 316, một tay chiến song hùng. Trong lúc nhất thời, sư hống hoàng chủ đứng ở nơi đó, coi như là Chỉ Tiểu Đao có chuẩn bị tâm lý, đều là ngốc ở nơi đó. Chỉ có Chỉ Tiểu Điệp coi như bình tĩnh, nàng hít sâu một hơi, về phần Tư Không Thâu Thiên. Hắn là cảm thấy sự tình trong dự liệu, hắn đối với Lý Thất Dạ kiêng kỵ vô cùng, Bá Hạ cùng Hổ Nhạc đây là tự tìm đường chết. Sư hống hoàng chủ ngây ra tại chỗ, thật lâu nói không ra lời, hắn nghe nữ nhi của mình nói qua Lý Thất Dạ rất mạnh rất mạnh. Nhưng mà, hắn xem ra, Lý Thất Dạ cho dù rất mạnh, chỉ sợ cũng là chân nhân cảnh giới. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ xuất thủ, dĩ nhiên là đánh bay Bá Hạ, Hổ Nhạc hai đại thiên tài này, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn đều cảm thấy không thể tin được. Oanh! Hai tiếng vang thật lớn vang lên trên vùng đất bằng phẳng này. Bá Hạ cùng Hổ Nhạc giống như là sao băng bị Lý Thất Dạ từ trong doanh địa sư hống môn đánh bay, cuối cùng đâm vào trên mặt đất, đụng ra hai cái hố to. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên dị biến, lập tức dẫn tới rất nhiều tu sĩ đại giáo cương quốc đồng thời hạ trại ở vùng bình nguyên này. Trong lúc nhất thời, không ít người từ trong doanh địa của mình vọt ra, nhìn xem đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khi rất nhiều người nhìn thấy Bá Hạ và Hổ Nhạc bị người đánh bay, đều không khỏi hít một hơi lạnh, đặc biệt là thiên tài thế hệ trẻ tuổi của Đông Bách Thành, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ từ doanh địa sư hống môn sụp đổ đi ra, có người tinh mắt không khỏi hét lớn. Lập tức, dẫn tới vô số tu sĩ quan sát, đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi, càng là ngồi không yên. Toàn bộ đều chạy ra, tất cả học sinh trong Thiên Đạo Viện vừa nghe được tin tức, càng là trước tiên chạy tới. Bá Hạ, Hổ Nhạc đều là thiên tài khó lường nhất Đông Bách Thành hiện nay. Bá Hạ thiên sinh một trong 24 hoàng thể, càng tu luyện thuật chấn quốc của Nộ Tiên Thánh Quốc, Bá Hạ tiên thể thuật. Đã sớm có đồn đại nói hắn tiên thể tiểu thành, khiến người ta vô cùng kiêng kỵ. Phải biết, lấy đạo hạnh của Bá Hạ, nếu như hắn thật là tiên thể tiểu thành, đồ sát cổ thánh, vậy tuyệt đối dễ dàng. Nếu không, tiên thể đại thành sẽ không được người xưng là tồn tại có thể ngăn cản tiên đế. Hổ, Nhạc cũng không yếu hơn Bá Hạ, sớm đã có nghe đồn hắn thành tựu ngũ tinh chân nhân một đoạn thời gian rất dài, trên người hắn chảy xuôi huyết thống hổ thần, cực kỳ cường đại, cực kỳ thần bí. Lúc này Bá Hạ và Hổ Nhạc bị Lý Thất Dạ đánh bay khiến chấn động không nhỏ, mọi người chạy ra xem, đặc biệt là thế hệ trẻ càng không thể bỏ qua. Lúc này, tất cả yêu nghiệt thiên tài của Thánh Thế Viện đều chạy ra, như truyền nhân Ngọa Long Nhai, Thánh Tử Hoành Thiên Thần Sơn đều tới xem cuộc chiến. Thanh Huyền Thiên Tử cũng chạy đến, hắn nhìn Lý Thất Dạ từ xa, toàn thân bị thanh khí bao bọc, một đôi mắt băng lãnh vô tình. Thời điểm ở Ma Bối Lĩnh,
hắn đã từng nếm qua đại thiệt của Lý Thất Dạ, kém chút chết ở trong tay Lý Thất Dạ. Như vậy mấy năm qua đi, hắn đã so với quá khứ cường đại không biết bao nhiêu, nhưng mà nỗi nhục năm đó đối với hắn mà nói vẫn là vô cùng nhục nhã. Oanh! Bá Hạ cùng Hổ Nhạc trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong chớp mắt một trước một sau ngăn chặn Lý Thất Dạ vừa đi ra. Mặc dù bọn hắn bị Lý Thất Dạ đánh bay, nhưng cái này đối với bọn hắn mà nói chẳng qua là vết thương nhẹ mà thôi, còn xa không đủ chí mạng. Tiếng nổ vang lên, nhìn thấy Bá Hạ và Hổ Nhạc điên cuồng phun trào huyết khí, Thọ Luân hiện ra, Thọ Huyết tản mát ra lực lượng vô cùng kinh người. Điều này khiến Trì Tiểu Đao không khỏi lo lắng nói, bọn hắn muốn ra đòn sát thủ rồi. Một mình Lý Huynh lấy một địch hai, có thể được sao? An. Tư Không Thâu Thiên lắc đầu nói, ngươi còn không biết chiến tích của hắn, nếu như ngươi biết chiến tích của hắn năm đó tại Thiên Cổ Thi Địa, hắc, chỉ sợ ngươi ba ngày ba đêm đều ngủ không yên, nhìn thấy hắn đều sẽ trong nội tâm sợ hãi, đến lúc đó, cũng không biết ngươi còn có dũng khí cùng hắn xưng huynh gọi đệ hay không. Hắc, Bá Hạ, Hổ Nhạc tính là cái gì, coi như lão tổ Nộ Tiên Thánh Quốc tự mình đến, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Chỉ Tiểu Đao ngây ngốc một chút, ngay cả Sư Hống Hoàng Chủ cũng cảm thấy Tư Không Thâu Thiên lời này quá mức tự tin, Bá Hạ cùng Hổ Nhạc là thiên tài đương thời. Chỉ có Chỉ Tiểu Điệp trầm mặc không nói, Lý Thất Dạ đáng sợ, nàng so với cha cùng đệ đệ của mình càng rõ ràng hơn. Ngay cả Bành lão đạo sĩ nhân vật lão tổ như vậy cũng kiêng kỵ ba phần, cái này có thể nghĩ. Hắc, thế gian này, cho dù là Cơ Không Vô Địch tiểu tử này ta cũng dám đấu một trận. Tư Không Thâu Thiên lẩm bẩm nói, giọng nói rất nhỏ, chỉ có hắn, người đầu tiên khiến ta cảm thấy sợ hãi, người đầu tiên khiến ta cảm thấy sâu không lường được, chọc hắn, con trai của thiên thần cũng phải chết. Ngươi nói cái gì? Chỉ Tiểu Đao ở bên cạnh không nghe rõ lời này, không khỏi hỏi. Tư Không Thâu Thiên lắc đầu, ngẩng đầu lên, cười nói, không có gì, cứ chờ xem, có người chết rất thảm, chỉ trách bọn họ bị Nhất Diệp Chướng Nhãn chọc vào người mà bọn họ không chọc nổi. Lúc này, bầu không khí trở nên khẩn trương, Bá Hạ, Hổ Nhạc đều là trồi lên Thọ Luân của mình, Thọ Huyết đổ ở trên Thọ Luân. Huyết khí bão táp, thiên địa tinh khí ở trên người bọn họ tựa như là sương mù không tan ra, lúc này, bọn họ tựa như là lực lớn vô cùng. Họ Yến kia, hôm nay ngươi không nên chọc ta, coi như ngươi là cổ thánh, đều phải chết. Bá Hạ khí thế hùng hổ dọa người, lúc này, theo khí lực hắn hiển hiện, thân thể của hắn lập tức phun trào ra quang mang, lập tức. Toàn thân hắn thần diễm trùng thiên, huyết khí trên đỉnh đầu hắn hóa thành một mảnh biển rộng mênh mông, che khuất vòm trời. Ầm. Một tiếng, lúc này tinh lực của Bá Hạ mạnh mẽ tăng lên một cảnh giới, trên người xuất hiện một vòng thần hoàn óng ánh, điều này làm cho Bá Hạ thoạt nhìn trở nên vô cùng thần thánh. Thánh tôn, chẳng lẽ hắn đã đạt tới cảnh giới thánh tôn rồi sao? Vừa thấy Bá Hạ xuất hiện vòng thần, có người hít một hơi lạnh, thất thanh nói. Mặc dù nói, phía trên cổ thánh chính là thánh tôn, nhưng mà, thánh tôn không biết so với cổ thánh còn đáng sợ hơn nhiều. Một khi thành tựu thánh tôn, vậy liền mang ý nghĩa thông đại đạo, diễn áo nghĩa. Nếu như nói, thánh hoàng là phong hoàng giữa thiên địa, thống ngự trăm vạn sinh linh, như vậy, thánh tôn chính là đại đạo đi thông hoàng tọa. Đối với tu sĩ mà nói, cổ thánh là tu sĩ đi tới cuối con đường, thánh tôn thì là cực điểm thăng hoa, bắt đầu thông đại đạo, diễn áo nghĩa, bắt đầu suy luận, không còn là cực hạn ở tu luyện đạo của tiền nhân, mà là ở trong lòng mình bắt đầu có được đạo nghĩa của chính mình. Thánh tôn là cơ sở trở thành đại hiền vô địch, đây là bước đầu tiên đi thông thiên mệnh. Nếu như nói, cảnh giới trước đó của thánh tôn chẳng qua là con đường thiên địa chi đạo mà thôi, như vậy, thánh tôn liền mang ý nghĩa bước vào điện phủ thiên địa đại đạo. Một vị thánh tôn tuyệt đối có thể dễ dàng trấn áp cổ thánh, thánh tôn đã vượt ra khỏi phạm vi đại đạo bình thường, chạm đến thiên địa đại đạo, đây là bước đầu tiên đi thông thiên mệnh. Thánh tôn đương thời không ra, cổ thánh cầm đầu, vương hầu chủ thiên hạ đại cục, nhưng mà, thánh tôn vừa ra, cổ thánh vương hầu đều không đủ làm đạo. Không, đó là Nộ Tiên bá thể. Có một vị thiên tài yêu nghiệt của Thánh Thế Viện trầm giọng nói. Nghe thấy tên của tiên thể này, không biết bao nhiêu người hít một hơi lạnh, có người lẩm bẩm nói, Nộ Tiên bá thể, chẳng lẽ Bá Hạ đây là tiểu thành tiên thể? Nộ Tiên bá thể, đây là để sức chiến đấu của hắn tăng vọt, đạo hạnh lâm thời quả thực là tăng lên một cảnh giới. Nếu là Bá Hạ là cổ thánh, hôm nay một khi hắn ra tay, thậm chí có thực lực khiêu chiến thánh tôn.
có tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi vì đó biến sắc. Rất nhiều người thấy Bá Hạ Thần Hoàn quanh quẩn, đều không khỏi biến sắc, đừng nói là thiên tài bình thường, coi như là yêu nghiệt của Thánh Thế Viện cũng biến sắc, nếu tiên thể tiểu thành, đích thật là vô cùng khủng bố. Mặc dù nói đạo hạnh hiện tại của Bá Hạ không ai biết cụ thể là cảnh giới nào, nếu như đạo hạnh của Bá Hạ thật sự là cổ thánh, một khi tiên thể của hắn tiểu thành, liền mang ý nghĩa hắn có khả năng chém giết thánh tôn. Tiên thể, đây là thể chất mà vô số tu sĩ hướng tới. Nộ tiên bá thể, một trong 12 tiên thể, có thể điên cuồng bộc phát uy lực huyết khí của tu sĩ, có thể lâm thời bộc phát tiềm lực vô tận. Có thể làm cho người có loại thể chất này trong nháy mắt tăng sức chiến đấu của mình lên gấp 10 lần, người tiềm lực vô tận, thậm chí có khả năng tăng lên gấp 100 lần, hơn nữa không có di chứng. Bá Hạ Thiên là hoàng thể trời sinh, hắn là bá vương thể, tu luyện trấn quốc tiên thể thuật của nộ tiên thánh quốc, cái này có thể tưởng tượng được tiềm lực của hắn là vô tận cỡ nào. Tiểu quỷ, hôm nay cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Sau khi Bá Hạ bạo phát nộ tiên bá thể của hắn, Hổ Nhạc cũng không kém gì người, trong nháy mắt, huyết khí của hắn điên cuồng gào thét, giống như thần hổ hống thiên. Trong nháy mắt này, Hổ Nhạc mệnh cung mở ra, một tòa bảo tháp hiện ra, bảo tháp xích kim như lửa, đây là chân mệnh chi khí của Hổ Nhạc, lấy một viên thiên mệnh chân thạch khó lường đúc thành. Lúc này Hổ Nhạc mệnh cung hiện lên 7 ngôi sao, nâng tòa bảo tháp này, bảo tháp nhất thời phát sáng lên. Oanh một tiếng vang thật lớn, bảo tháp như là mở ra thần vực, tiếng long hống vang lên, phượng hót lên trời, huyền vũ rít gào. Vào giờ khắc này, thanh long từ trong bảo tháp bay ra, chu tước bay lượn, huyền vũ thác hải, tiếp theo, huyết khí của Hổ Nhạc hóa thành bạch hổ. Thần khí trùng thiên, trong nháy mắt này, thanh long, chu tước, huyền vũ đều che chở cho con bạch hổ này. Thất tinh chân nhân. Hổ Nhạc đã là thất tinh chân nhân, không phải là ngũ tinh chân nhân trong truyền thuyết, trước đó hắn vẫn ẩn giấu thực lực. Nhìn thấy thất tinh thác tháp, điều này làm cho rất nhiều người Đông Bách Thành biến sắc. Đây không phải chỗ đáng sợ nhất. Có một vị lão tu sĩ biết tình huống Hổ Khiếu Tông động dung nói, thiên mệnh chân khí của hắn mới là chỗ đáng sợ nhất, tứ thú thần tháp của hắn là do một viên bốn đạo thiên mệnh chân thạch tạo thành. Tuy rằng bốn đạo thiên mệnh chân thạch quý giá, nhưng mà, lấy thiên phú của Hổ Nhạc, hẳn là có thể đạt được thiên mệnh chân thạch tốt hơn mới đúng, ta cảm thấy, ít nhất cũng là 7 đạo khởi đầu. Có tu sĩ trẻ tuổi không rõ nói, không, hoàng chủ dạy vãn bối của mình, nói, thiên mệnh chân thạch, cũng không phải lấy mấy đạo làm chân quý, cũng không phải nói thiên uẩn chi đạo càng nhiều, chính là càng tốt. Trên thực tế, thiên mệnh chân thạch không phân cao thấp, không phân ưu khuyết, lấy mấy đạo xưng chi, chẳng qua là phân biệt bên trong thiên mệnh chân thạch sinh ra mấy đạo thiên uẩn chi đạo mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 317, Senju nghịch cửu giới. Thiên mệnh chân thạch, đây là căn bản để tu sĩ tế luyện chân khí, không có thiên mệnh chân thạch thì không thể tế luyện chân khí. Đối với tu sĩ mà nói, chân khí liền mang ý nghĩa binh khí bản mệnh, nó cùng chân mệnh trực tiếp tương liên, cùng đại đạo tương thông, chân khí mới là chân chính thể hiện cùng phát huy sức chiến đấu cùng tiềm lực của một tu sĩ. Thiên mệnh chân thạch chính là vật thiên địa thai nghén, liên quan tới lai lịch chân chính của thiên mệnh chân thạch. Ai cũng nói không rõ ràng, vạn cổ đến nay, đa số người đều cho rằng thiên mệnh chân thạch chính là thần thạch đản sinh từ thiên địa sơ khai. Chính vì thiên mệnh chân thạch là thần thạch sinh ra từ lúc thiên địa sơ khai, nên trong thiên mệnh chân thạch thai nghén thiên địa chi đạo. Mỗi một viên thiên mệnh chân thạch thai nghén thiên địa chi đạo khác nhau, tuyệt đại đa số thiên mệnh chân thạch uẩn sinh thiên địa chi đạo chỉ ở trạng thái sơ khai. Chỉ có tu sĩ sau khi có thiên mệnh chân thạch cộng thêm tế luyện, thiên mệnh chân thạch thiên địa chi đạo mới có uy lực càng mạnh. Một viên thiên mệnh chân thạch, nếu trong đó chứa một thiên địa chi đạo thì thiên địa chi đạo coi như là thiên uẩn, một thiên mệnh chân thạch cũng gọi là một đạo thiên mệnh chân thạch. Nếu là hai thiên mệnh chân thạch thì dù là hai đạo thiên mệnh chân thạch. Những thứ khác cứ thế mà suy ra, tứ thú thần tháp. Yêu nghiệt của Thánh Thế Viện cũng không khỏi động dung, hoàn toàn không dám khinh thường bản mệnh chân khí của Hổ Nhạc. Lẩm bẩm nói, trên người Hổ Nhạc chảy xuôi huyết thống hổ thần, tứ thú thần tháp của hắn, cùng hắn tuyệt phối. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ bốn đầu thiên uẩn chi đạo đều nằm ở huyết thống hổ thần của hắn. Như vậy, Bạch Hổ sẽ đứng đầu tứ tượng, Thanh Long, Chu Tước,
Huyền Vũ bảo vệ, Bạch Hổ có được huyết thống hổ thần. Đây quả thực là phát huy uy lực thiên uẩn của thiên mệnh chân thạch đến cực hạn, chân khí cùng cấp bậc căn bản là không cách nào so sánh. Nói đến đây, người học sinh này cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Trên người Hổ Nhạc chảy xuôi huyết thống hổ thần, mà hắn cơ duyên rất tốt. Vừa vặn đạt được một viên thiên mệnh chân thạch thai nghén sinh ra tứ tượng thiên uẩn, bị hắn tế luyện thành chân khí của mình, thành bảo binh bản mệnh của hắn. Dưới sự trợ giúp của huyết thống hổ thần, để chân khí của Hổ Nhạc đào móc tiềm lực của tứ tượng thiên uẩn đến cực hạn. Mặc dù nói, chân khí của Hổ Nhạc hắn cùng cấp bậc với hắn là giống nhau, đồng dạng là chân khí của thất tinh chân nhân, nhưng mà, một kiện chân khí như hắn lại có thể cùng chân khí của Thánh Tôn cứng đối cứng, nếu là chân nhân khác cầm chân khí Thánh Hoàng mà đến, đối mặt với tứ thú thần tháp của Hổ Nhạc, cũng là chịu thiệt. Đối với tu sĩ mà nói, tiếp tục chân khí, bảo khí của người khác, chỉ có thể phát huy 3-4 thành uy lực của chân khí bảo khí này, thậm chí là thấp hơn, coi như là tiên đế bảo khí, tiên đế chân khí cũng là như thế. Mà bản mệnh chân khí của mình lại khác, nó phát huy ra ít nhất 10 phần uy lực của mình. Thậm chí là có thể đào móc ra tiềm lực cực hạn, phát huy 12 phần uy lực, thậm chí là 20 vạn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao mỗi một tu sĩ đều phải tế luyện chân khí của mình. Tứ tượng thiên uẩn, Bạch Hổ Vi Tôn, lấy máu của hổ thần hết thảy ngự tứ tượng thiên uẩn, đây là muốn phát huy tiềm lực thiên uẩn đến cực hạn nha. Coi như là cổ thánh cầm chân khí Thánh Hoàng ra tay, gặp phải tứ thú thần thú của Hổ Nhạc, chỉ sợ cũng phải chịu thiệt. Thấy Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ bảo hộ Bạch Hổ như thần thú hạ phàm, đạp không mà tới, thiên địa run rẩy, ngay cả chân nhân thế hệ trước cũng không khỏi động dung. Thiên mệnh chân thạch rèn thiên mệnh chân khí tuy có mấy đạo nhưng thiên mệnh chân thạch không phân cao thấp ưu khuyết. Đối với nhiều tu sĩ thì thiên uẩn càng nhiều càng tốt, nhiều người thì 4 thiên mệnh chân thạch tốt hơn 3 đạo thiên mệnh chân thạch, thêm 1 đạo thiên uẩn chi lực. Giống như tứ thú thần tháp của Hổ Nhạc, nếu chỉ là 3 đạo thiên mệnh chân thạch, nói không chừng chỉ có Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ. Nhưng trên thực tế, đối với tu sĩ tìm thiên mệnh chân thạch thích hợp với mình mà nói, thiên mệnh chân thạch là mấy đạo không quan trọng, quan trọng là nó thích hợp với mình. Giống như Hổ Nhạc, tứ thú thần tháp của hắn chính là lấy 4 đạo thiên mệnh chân thạch tế luyện, bên trong có 4 đạo thiên uẩn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mà Hổ Nhạc hết lần này tới lần khác có huyết thống hổ thần, khiến cho hắn có thể đào móc tiềm lực vô cùng của tứ tượng thiên uẩn. Không hề nghi ngờ, viên tứ tượng thiên mệnh chân thạch này là thích hợp với hắn nhất. Nếu đổi lại là 7 đạo chân thạch thiên mệnh khác, tương lai tế luyện thành chân khí, uy lực chưa chắc sẽ mạnh hơn tứ thú thần tháp của hắn. Giết! Lúc này, Bá Hạ, Hổ Nhạc cùng gầm lên một tiếng, Bá Hạ không có binh khí, không có chiêu thức, một tay dùng tư thái mạnh mẽ nhất đẩy ngang mà đến. Nộ tiên bá thể của hắn bạo phát uy lực cuồng bá, tựa như là nộ tiên hàng thể, dưới cơn nóng giận, có thể tiêu diệt thiên địa, tiêu diệt thần linh. Đây là đất, một tay Bá Hạ quét ngang, giống như là nộ tiên chi thủ, uy lực của tiên thể đủ có thể quét ngang hết thảy, quét sạch phong vân. Về phần Hổ Nhạc, Bảo Tháp Oanh Thiên, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ đồng thời đạp trời mà tới. Tứ tượng thiên ẩn chứa đại đạo chi lực vô tận oanh sát tới, Bạch Hổ khiếu thiên, Thanh Long tật khung, Chu Tước kích địa, Huyền Vũ thác hải. Vào giờ khắc này, tứ tượng thiên ẩn chứa tư thái hủy thiên giá lâm. Bạch Hổ khiếu thiên, giống nát ngôi sao. Tiếng gầm giống như là ngàn vạn thần kiếm phóng lên tận trời, khi ngàn vạn thần kiếm này rơi xuống, giết hết tất cả. Thanh Long tật khung, đối với Thanh Long khổng lồ mà nói, thân, thể to lớn của nó chính là vũ khí cường đại nhất, mạnh mẽ đâm tới, ở dưới thân thể của nó, cho dù là cự nhạc vạn trượng cũng giống như là giấy vậy. Chu Tước kích địa, khi Chu Tước hai cánh kích khai thời điểm, sắc bén không thể đỡ hai cánh xé ra hồng mông, đánh tan hỗn độn. Vào giờ khắc này, mảnh bình nguyên rộng lớn này tựa như là giấy, tựa hồ dưới một kích của Bá Hạ và Hổ Nhạc là tan thành mây khói. Mạnh thật! Cuối cùng, khi đối mặt với một kích của Bá Hạ và Hổ Nhạc, những người quan sát ở đây, bất luận là tu sĩ thế hệ trước hay là học sinh thế hệ trẻ tuổi, đều chỉ có thể thở dài một câu như thế. Lúc này, Bá Hạ và Hổ Nhạc ra tay, đâu còn giống như là người trẻ tuổi, cho dù là một kích mạnh nhất của cổ thánh dốc cả đời. Cũng chẳng qua là như thế mà thôi, nhưng mà, một kích bá đạo vô địch như thế lại cố tình xuất hiện ở trong tay hai người trẻ tuổi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung chuyển, bình xuyên xuất hiện từng cái khe hở,
theo tiếng vang vù vù vang lên, pháp tắc thần liên thô to khóa lại mặt đất đang nứt ra. Nếu không phải vùng bình xuyên này có đế cơ của thiên đạo viện khóa lại, chỉ sợ vùng bình xuyên này dưới một kích này đã bị đánh chìm hoàn toàn bị đánh nát. Lúc này, chỗ Lý Thất Dạ đứng bị đánh ra một cái hố to, tựa hồ, dưới một kích này, Lý Thất Dạ bị giết đến hôi phi yên diệt. Kết thúc rồi sao? Dưới một kích này, rất nhiều người không khỏi ngây ngốc một chút, thì thào nói, nộ tiên bá thể. Lúc này, cho dù là thiên tài yêu nghiệt của Thánh Thế Viện cũng thở dài một tiếng, kính sợ nộ tiên bá thể như vậy. Khi nộ tiên bá thể vừa ra, bá hạ chính là nộ tiên phụ thể, một tay quét ngang tất cả, dưới bàn tay này, dường như tất cả công pháp, tất cả bảo khí đều trở nên không đáng nói. Tứ thú thần tháp, bản mệnh chân khí thật mạnh, khó trách tiên hiền từng nói, chỉ có thiên mệnh chân thạch thích hợp, không có thiên mệnh chân thạch ưu khuyết. Bộ chiến mâu trong truyền thuyết của bộ chiến tiên đế chính là do một viên thiên mệnh chân thạch luyện chế thành, một đạo thiên uẩn, vẫn là vô địch thiên hạ. Hôm nay xem ra, tiên hiền không lừa ta, tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi cảm khái nói, thật sự kết thúc rồi sao? Có người không khỏi xa xa nhìn về cái hố to kia, muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ sống hay chết. Học sinh thiên đạo viện có giao hảo với bá hạ, Hổ Nhạc cười lạnh nói, có thể không kết thúc sao? Hắc, một tên tiểu quỷ họ Lý, cũng dám lấy một đánh hai, hắn là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đây chính là một kích mạnh nhất của các ngươi sao? Vào lúc này, thanh âm lười biếng vang lên, Lý Thất Dạ từ trong hố bước ra, tại thời khắc này, hắn nguy nga như núi, không tổn hao chút nào. Lập tức, học sinh cười nhạo Lý Thất Dạ còn chưa nói hết, cả người cứng ở nơi đó, sắc mặt đỏ bừng, không có khả năng. Vào giờ khác, này, cổ thánh thế hệ trước ở phía xa quan chiến đều thoáng cái đứng lên, thất thanh nói. Đổi lại là cổ thánh như hắn, đối mặt một kích vô địch của bá hạ cùng Hổ Nhạc, chỉ sợ cũng không cách nào toàn thân trở ra. Nhưng mà, Lý Thất Dạ lại không tổn hại chút nào, đây quả thực là chuyện không thể nào. Bá hạ và Hổ Nhạc biến sắc mặt, họ rất tin vào đòn đánh của mình. Dù không giết Lý Thất Dạ thì cũng khiến hắn trọng thương, nhưng bây giờ Lý Thất Dạ không tổn thất gì. Quá yếu, ta đứng đấy bất động để các ngươi đánh cũng đánh không chết. Lúc này, thiên thủ vạn tay che chở Lý Thất Dạ chậm rãi mở ra, vào giờ khắc này, Lý Thất Dạ tựa như chân thần ngàn tay vạn tay. Thuật chấn tộc của thiên thủ nghịch cửu giới, vạn tướng chân thần, khi ngàn vạn cánh tay của thiên thủ hợp lại, hóa thành tường đồng vách sắt. Đến lúc ta ra tay rồi. Lý Thất Dạ ung dung không vội mà cười nói, hắn vừa dứt lời, ầm một tiếng, lục đạo chấn động, vạn pháp gào thét, tại thời khắc này, toàn thân Lý Thất Dạ bị thần quang bao phủ. Thể phách bạo phát ra thể uy vô địch, thời điểm khi thể phách bạo phát vô địch thể uy, giờ khắc này Lý Thất Dạ tựa như là thiên thần. Lúc này, chư thần cũng tốt, ma vương cũng được, thậm chí là thiên địa vạn pháp, tất cả bị chấn áp dưới chân Lý Thất Dạ, một thể chấn thiên địa, một thể áp thần ma. Chấn ngục thần thể, tiểu thành tiên thể. Vào thời khắc này, ngay cả thánh tôn ẩn thân phía sau màn vừa thấy vạn pháp gào thét, lập tức kinh hãi, hắn trốn ở phía sau màn, không khỏi thất sắc hét lên một tiếng. Tiểu thành tiên thể, một câu nói này rung động tất cả mọi người ở đây, tiên thể khó thành, chuyện này rất nhiều người đều biết. Cái này không chỉ là yêu cầu đối với thể chất rất cao, hơn nữa, nhất định phải có tiên thể thuật. Vạn cổ tới nay, rất nhiều người đều tu luyện tiên thể, nhưng mà, chớ nói đại thành tiên thể, cho dù là tiểu thành tiên thể. Rất nhiều người cả đời đều không thể đạt tới, cho dù có người đạt đến tiểu thành tiên thể, nói không chừng đã là thánh hoàng thậm chí là cảnh giới đại hiền. Lý Thất Dạ tuổi còn trẻ như thế đã là tiểu thành tiên thể, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tuổi như thế cũng có thể tiên thể tiểu thành, vậy liền mang ý nghĩa tương lai tiên thể đại thành có cơ hội cực lớn. Chương 318, thiên tài chỉ là con kiến mà. Tiểu thành tiên thể, cái này rung động tất cả mọi người, tiên thể, đây là thể chất vô cùng đáng sợ, một khi tiểu thành, uy lực tuyệt luân, coi như là vương hầu, một khi có được tiểu thành tiên thể, đồ chân nhân, chảm cổ thánh, vậy thì giống như giết gà. Thậm chí là giết thánh tôn cũng chưa chắc là một việc khó. Đây là vì sao vạn cổ tới nay vì sao nhiều người truy cầu tu luyện tiên thể như vậy. Thậm chí đối với đế thống tiên môn mà nói, đế thuật dễ dàng có được, tiên thể khó cầu. Tiên đế thuật, so sánh với thiên mệnh bí thuật, thậm chí có đế thống tiên môn có được thiên mệnh bí thuật, nhưng lại không có tiên thể thuật.
quả nhiên là tiểu thành trấn ngục thần thể. Thanh Huyền Thiên Tử bị thanh khí bao bọc toàn thân nhìn Lý Thất Dạ, đôi mắt của hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Không hề nghi ngờ, tiểu thành tiên thể Lý Thất Dạ là uy hiếp lớn nhất của đệ tử thiên tài như bọn hắn trong tương lai. Đây là trấn ngục thần thể tiểu thành. Có một vị cổ thánh cấp độ đại thánh biến sắc, hít vào một ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói. Lúc này Sư Hống Hoàng Chủ há to miệng, tiểu thành tiên thể. Chuyện như vậy hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, phụ thân hắn nghiên cứu tiên thể cả đời, tu luyện nộ tiên bá thể cả đời, cũng còn chưa thể tiểu thành. Nhưng mà, Lý Thất Dạ tuổi còn trẻ như thế, vậy mà tiểu thành, một cỗ tiểu thành tiên thể, Sư Hống Hoàng Chủ biết rõ đây là ý vị gì. Cái này quá không hợp thói thường đi, ta nghe Gia Gia nói, muốn tiên thể tiểu thành, coi như là người thánh thể, vậy chỉ sợ là tu luyện tiên thể thuật hoàn chỉnh. Ít nhất cũng phải 100 năm, trừ phi là thiên tài yêu nghiệt không gì sánh được, cho dù là như thế, chỉ sợ cũng là 30-50 năm. Hắn mới phần lớn, cái này không khỏi quá đáng sợ a. Chi tiểu đao đều bị dọa đến mộng bức. Đây không phải chỗ đáng sợ nhất của hắn. Tư Không Thâu Thiên chậm rãi nói, chỗ hắn sợ nhất là tính kế. Chờ xem, một ngày nào đó ngươi sẽ thấy hắn tính kế thiên hạ, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu, hắn sợ nhất không phải vũ lực mà là tính toán. Người bị hắn tính kế, đến lúc đó ngay cả cách mình chết ra sao cũng không biết. Lúc này, sắc mặt Bá Hạ cùng Hổ Nhạc khó coi tới cực điểm, lần này bọn hắn có chuẩn bị mà đến, không chỉ là muốn bức hôn, cầm xuống Sư Hống Môn, cũng là muốn chém giết Lý Thất Dạ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ tiểu thành tiên thể vừa ra, lập tức để cho sắc mặt của bọn hắn khó coi tới cực điểm, như ý bàn của bọn hắn chỉ sợ muốn thất bại. Chu sách dưới của Nộ Tiên Thánh Quốc cũng dám xưng là thiên hạ vô thượng tiên thể thuật. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, hôm nay cho ngươi kiến thức cái gì mới là tiên thể chân chính, miễn cho tu luyện một chút tiên thể thuật, liền thật sự cho là mình có thể quét ngang hết thảy. Giết! Bá Hạ và Hổ Nhạc điên cuồng hét lên một tiếng, song phương đều không giữ lại chút nào, thọ huyết điên cuồng đổ vào trên thọ luân. Thúc đẩy huyết khí hùng mạnh nhất cả đời mình, diễn hóa thức thuật mạnh nhất của mình. Bá Hạ một tay quét ngang tới, bạo tinh thần, kích nhật nguyệt, tư thái bá đạo của hắn như thế, cổ thánh cũng là nói đến biến sắc. Hổ Nhạc càng bạo phát uy lực hổ thần trong huyết thống của mình đến mức cường đại nhất, bạch hổ của tứ thú thần tháp đã mang theo uy lực thần hổ vô cùng vô tận đạp không mà tới. Đến lượt ta, đối mặt hai đại tuyệt sát, Lý Thất Dạ vẫn như cũ ung dung không vội, vương hầu khí tức, cuồn cuộn, huyết khí dâng trào. Vào giờ khắc này, Lý Thất Dạ ngàn tay vạn tay xá trương, có một đôi cánh tay lập tức kéo cung. Vào giờ khắc này, cửu ngữ chân cung nơi tay. Trải qua những năm tế luyện này, thiên địa thủy kim đã tự trở thành cửu ngữ chân cung. Vù một tiếng, cung không có tên, nhưng khi kéo dây, tinh hà lấp lánh, quần tinh hội tụ, một chân ngôn hiện lên. Chân ngôn mở ra, hóa thành tiên kinh mở ra, một luồng tiên pháp hóa mũi tên, rơi vào trên cung thật. Lâm. Huyền mãn nguyệt, tên như núi, một mũi tên chân ngôn trong nháy mắt bắn ra, một mũi tên bắn lên trời, nguy nga như núi, một mũi tên phá vạn vòm, một mũi tên ẩn chứa thiên lực. Một mũi tên to lớn nguy nga lực đạo vô cùng, có thể bắn xuyên hết thảy thiên địa. Cửu ngữ chân cung, chín chữ thành một lời. Người lâm binh đấu, đều là trận liệt tiến lên. Đây là thiên địa đệ nhất chân ngôn. Một tiễn lâm chữ, nguy nga như núi, tiễn kình vô cùng, có thể phá hết thảy. Ngao, thanh long xông tới trước nhất kêu thảm một tiếng, sợ rằng nó là do thiên uẩn biến thành, thế nhưng, dưới một mũi tên, vẫn bị bắn xuyên, toàn bộ thân thể bị một mũi tên xuyên thủng, một tiếng hét thảm, thanh long thiên uẩn bị bắn chết tại chỗ. Phụt. Nhưng mà, đây chỉ là mở đầu mà thôi, lại kéo dây, chân ngôn chữ lâm cùng một chỗ, ba mũi tên cùng bắn, ba mũi tên cùng bắn một giây, vẫn là mũi tên chữ lâm. Ba mũi tên nguy nga, tiễn kình vô tận. Cùng lúc đó, hai cánh tay khác của Lý Thất Dạ khẽ lật, cánh tay vung lên, như hai cái thiên côn thẳng hướng Bá Hạ mạnh mẽ đẩy đến. Oanh! Một tiếng, nộ tiên bá thể cũng vô dụng, nộ tiên bá thể của Bá Hạ chung quy là không thể tiểu thành, bị Lý Thất Dạ bổ trúng. Nộ tiên bá thể của hắn căn bản là không chịu nổi, cả người điên cuồng phun máu tươi, thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào trên mặt đất, đem đại địa đụng nứt. Thời điểm hắn xoay người muốn xông lên, mà Lý Thất Dạ đã là một bàn tay lớn phủ xuống, một bàn tay so với đại địa còn nặng hơn, so với chín tầng trời còn trầm.
dưới uy lực vô địch của Trấn Ngục Thần Thể, bàn tay lớn trấn áp xuống, Bá Hạ máu tươi cuồng phun, nhuộm đỏ bầu trời, tại chỗ bị trấn áp. Ao! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mũi tên chữ Lâm, một mũi tên chú tước chết, một mũi tên huyền thác, hai bên kêu thảm một tiếng, sợ rằng do thiên uẩn biến thành, đều như cũ bị một mũi tên chữ Lâm bắn chết. Bị đóng đinh trên mặt đất, Bạch Hổ trúng một mũi tên, kêu thảm một tiếng, mũi tên này bị tứ tượng thần tháp ngăn cản, vì trong tứ tượng thần tháp do Bạch Hổ cầm đầu, tứ tượng thần tháp là gốc rễ của nó. Trước thời khắc sinh tử, tứ tượng thần tháp đỡ thay nó, tứ tượng thần tháp bị một mũi tên xuyên qua, thiên uẩn Bạch Hổ trúng một mũi tên xoay người bỏ chạy. Ông một tiếng, thời điểm thiên uẩn Bạch Hổ muốn chạy trốn, nhưng mà, mũi tên tiếp theo của Lý Thất Dạ đã bắn tới, vẫn là một mũi. Tên chữ Lâm, nguy nga như núi, tiễn kình vô tận. Ao! Bạch Hổ kêu thảm một tiếng, bị một mũi tên đóng đinh trên mặt đất, cho dù là thiên uẩn biến thành, huyết thống hổ thần nuôi dưỡng, vẫn là không ngăn được một mũi tên trúng chữ. Không! Hổ Nhạc điên cuồng hét lên một tiếng, chính hắn máu tươi phun mạnh, từ không trung rơi xuống, bản mệnh chân khí của hắn bị bắn xuyên. Bốn đạo thiên uẩn bị bắn chết, coi như mũi tên này không phải bắn ở trên người của hắn, chân mệnh của hắn cũng chịu đả kích, tại chỗ trọng thương. Không thể nào! Cảnh tượng này, ngay cả giáo chủ Hoàng giáo cũng đứng bật dậy, một mũi tên có uy lực bắn xuyên chân khí, đánh chết thiên uẩn, đây quả thực quá bá đạo. Chân ngôn bảo khí. Thầy Ly Thất Dạ cung trong tay, tiên kinh mở, không biết bao nhiêu cường giả toàn thân rét lạnh. Lúc này, tất cả mọi người không biết cung này của Lý Thất Dạ là mấy chữ chân ngôn. Nhưng mà, đã có người suy đoán, cái này ít nhất là bảo khí lục tự chân ngôn, nếu không, không có khả năng thành kinh. Chân ngôn bảo khí. Cái này không biết để cho bao nhiêu người vừa hâm mộ vừa ghen ghét, dù là cửu văn bảo kim luyện hóa bảo khí cũng không bằng chân ngôn bảo khí, đặc biệt là chân ngôn bảo khí 6 chữ trở lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lúc này, ngàn tay nghịch cửu giới bộc phát uy lực chân chính, tựa như chân thần xuất thủ, nâng vạn giới lên, thời điểm ngàn tay vạn tay thu lại. Bất luận Bá Hạ cùng Hổ Nhạc trọng thương diễn hết vạn pháp như thế nào, oanh sát thiên địa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cự trưởng mà Lý Thất Dạ trấn áp xuống. Cuối cùng, ở dưới trấn ngục thần thể của Lý Thất Dạ trấn áp, tất cả mọi người nghe được thanh âm xương vỡ. Bá Hạ cùng Hổ Nhạc đủ ương ngạnh, vẫn là máu tươi cuồng phún, cuối cùng bị trấn áp hấp hối, bị Lý Thất Dạ ngàn tay nhấc lên. Cảnh tượng này khiến mọi người chấn động, ai nấy đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, bất luận là yêu nghiệt thiên tài hay là cường giả mãnh liệt của thế hệ trước, lúc này đều choáng váng đầu óc. Bá Hạ, Hổ Nhạc, tuyệt đối là một trong những thiên tài mạnh nhất Đông Bách Thành đương thời, nhưng mà, lúc này lại bị một mình Lý Thất Dạ lấy ưu thế tuyệt đối trấn áp. Chuyện như vậy, ai cũng không thể tin tưởng. Người mới vừa rồi còn cười nhạo Lý Thất Dạ, lúc này toàn thân lạnh lẽo, bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, tè ra quần. Hiện tại thiên tài như Bá Hạ cùng Hổ Nhạc đều bị Lý Thất Dạ xách ở trong tay hấp hối, nếu Lý Thất Dạ muốn tìm hắn tính sổ, đây chẳng phải là một con đường chết. Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông, đây là thứ gì, có lão tử bảo kê sư hống môn, các ngươi cũng dám tới cửa bước thân. Lý Thất Dạ thiên thủ vạn tay, mang theo Bá Hạ cùng Hổ Nhạc, thong dong tự tại, nói, thật sự cho rằng lão tử là thiện nữ tín nam. Lúc này, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, vào lúc này, không người nào dám lên tiếng chế giễu Lý Thất Dạ, mặc kệ việc này. Vì sao mà lên, Bá Hạ cùng Hổ Nhạc bại cục đã định, tiểu bối, buông thiếu chủ. Khi mọi người lấy lại tinh thần, tiếng hét phẫn nộ vang lên, lập tức hơn ngàn cường giả từ trên trời giáng xuống, Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông Hào Hùng Vương Hầu, chân nhân cổ thánh đều nhao nhao vọt tới, thoáng cái đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh, muốn cứu Bá Hạ cùng Hổ Nhạc. Lúc này, cho dù là Hào Hùng Vương Hầu cũng chỉ có thể ở ngoại vi, nhất định phải là chân nhân cổ thánh xung phong, Hào Hùng Vương Hầu đã không đủ nhìn, thậm chí chỉ có thể phất cờ hò reo. Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông cũng không hổ là quái vật khổng lồ, đặc biệt là cường quốc như Nộ Tiên Thánh Quốc, càng không phải Thánh Thiên Giáo của Trung Đại Vực có khả năng so sánh. Nó nội tình cực thâm hậu, tùy tiện ra đều là hơn ngàn Hào Hùng Vương Hầu, mấy trăm chân nhân cổ thánh, đây là đại nhân vật đương thời vi tôn. Như thế nào, lấy nhiều khi ít nha. Lý Thất Dạ híp mắt, cười nhìn hơn ngàn Hào Hùng Hầu vây quanh mình, chân nhân cổ thánh. Không tốt, chúng ta giúp Yến Huynh một tay. Thấy Lý Thất Dạ bị bao vây, sắc mặt Chỉ Tiểu Đao đại biến, Sư Hống Hoàng Chủ cũng sầm mặt lại, Lý Thất Dạ cường đại hơn nữa,
nhưng mà cũng không ngăn được nhiều người vây công như vậy. Không, tới phiên ta ra sân. Tư Không Thâu Thiên ngăn cản Chỉ Tiểu Đao đang định xuất thủ, cười hì hì nói, đã tới lúc ta lập công, các ngươi đừng tranh với ta. Lúc này, mấy ngàn cường giả vây quanh Lý Thất Dạ, trong đó chân nhân cùng cổ thánh chiếm 1/3. Riêng là chân nhân cổ thánh ở đây nhiều như thế, cái này đầy đủ nói rõ Nộ Tiên Thánh Quốc cùng Hổ Khiếu Tông là cường đại bực nào. Tiểu bối, nếu ngươi thả thiếu chủ của chúng ta, việc hôm nay liền xóa bỏ. Lúc này, một vị cổ thánh đại thánh viên mãn Nộ Tiên Thánh Quốc trầm giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 319, chúng địch vây công. Thế nào, trận thế như vậy cũng thua không nổi nha. Lý Thất Dạ nhìn khắp Hổ Khiếu Tông, rất nhiều vương hầu cổ thánh Nộ Tiên Thánh Quốc, phong khinh vân đạm, nói, như vậy cũng thua không nổi, vậy còn chạy ra lăn lộn. Lý Thất Dạ nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà đối với Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc mà nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hổ Khiếu Tông, vương hầu cổ thánh vây quanh Lý Thất Dạ, Nộ Tiên Thánh Quốc cũng không khỏi có chút ném chuột sợ vỡ bình. Đối với Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc mà nói, bồi dưỡng một vị truyền nhân nói dễ vậy sao? Hai đại truyền thừa không biết ở trên người bá hạ, Hổ Nhạc chút xuống bao nhiêu tâm huyết, chút xuống bao nhiêu nhân lực vật lực. Huống chi địa vị của bá hạ cùng Hổ Nhạc ở trong hai đại truyền thừa đều không phải bình thường. Hôm nay bất luận như thế nào bọn họ cũng phải cứu được bá hạ cùng Hổ Nhạc. Đạo hữu, tại Đông Bách Thành, đối địch với Nộ Tiên Thánh Quốc ta cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Trong lúc giằng co, một vị cổ thánh thế hệ trước già mà thành tinh buông tư thái, khuyên nhủ. Lời nói như vậy để Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói, cái gì gọi là cử chỉ sáng suốt? Người cản đạo của ta, giết không tha, liền xem như Nộ Tiên Thánh Quốc cũng là như thế. Nộ Tiên Thánh Quốc các ngươi muốn cùng ta là địch, ta cũng vui vẻ đạp lên vô số xương khô của các ngươi đi qua. Khẩu khí thật lớn, Nộ Tiên Thánh Quốc ta làm sao một chiêu của ngươi có thể lay động? Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, Tôn Uy Vô Thượng, một trung niên bước tới. Khi người trung niên này xuất hiện, Tôn Uy mênh mông cuồn cuộn, đại đạo chi lực mênh mông, tựa như hắn cắm rễ trên đại đạo, dẫn dắt lực lượng thiên địa. Khi người trung niên này bước tới, cho dù là cổ thánh cũng run lên trong lòng, bởi vì trên người hắn tản ra khí tức áp chế, cho dù là cổ thánh ở trước mặt hắn cũng bị lực lượng đại đạo mênh mông cuồn cuộn kia áp chế. Quanh thân người trung niên này có thần hoàn, 9 đạo thần hoàn bảo vệ, để cả người hắn nhìn vô cùng uy nghiêm, thần thánh mà trang nghiêm. Cửu hoàn, tiểu thánh tôn đại viên mãn. Nhìn thấy người trung niên cửu hoàn bảo vệ, sư hống hoàng chủ hít một hơi lạnh, thất thanh nói, nhân hoàng Nộ Tiên Thánh Quốc. Quả nhiên giống như lời đồn, nhân hoàng Nộ Tiên Thánh Quốc đúng là đã bước lên cảnh giới thánh tôn trong ngàn năm, hiện tại đã là cửu hoàn hộ thể, điều này có nghĩa là tiểu thánh tôn đại viên mãn. Cổ thánh đang xem cuộc chiến ở đây nhìn thấy người trung niên, không khỏi hơi động dung, lẩm bẩm nói, trong thời đại khó khăn này, Nộ Tiên Nhân Hoàng đã bước vào cảnh giới thánh tôn, chuyện này quá ghê gớm, tương lai hắn vẫn có cơ hội xung kích cảnh giới thánh hoàng, vấn đỉnh đại hiền. Thánh tôn vừa ra, chân nhân, cổ thánh ở đây đều không khỏi vì đó động dung. Ở đương thời, thánh tôn không ra, cổ thánh cầm đầu. Đặc biệt là thời đại đạo gian trước đó, cường giả thiên hạ vì tránh né đại đạo gian nan, để tránh thọ nguyên hao tổn, vô số cường giả đều lánh đời không ra, thế gian khó gặp được thánh tôn. Trong 120 năm này thiên mệnh khôi phục nguyên khí, thời đại đạo gian kết thúc, thời đại lớn mở ra, rốt cục có thánh tôn dục dịch, muốn lâm vào thế gian. Mà Nộ Tiên Nhân Hoàng ở thời đại đạo gian đã bước vào cảnh giới thánh tôn, hơn nữa là ngàn năm trước. Nếu không phải hắn sinh ra ở thời đại đạo gian, thiên mệnh hao tổn, chỉ sợ hắn đã sớm bước vào cảnh giới đại hiền. Cho dù là tiểu thánh tôn, nhưng ở thời đại đạo gian lại có thành tựu như vậy, đã đủ kinh diễm rồi. Thấy Nộ Tiên Nhân Hoàng có 9 đạo thần hoàn bảo vệ, đây là biểu tượng của đại viên mãn, không khỏi cảm khái thở dài. Nếu như là thời đại đại thế, tiểu thánh tôn hoặc là không phải hết sức kinh diễm tuyệt thế, nhưng là, tại thời đại đạo gian, tuyệt đối là kinh diễm tuyệt thế. Cùng là cảnh giới thánh tôn, nhưng cấp bậc cũng có phân chia cao thấp, hơn nữa thực lực chênh lệch cực. Kỳ xa, cấp bậc thánh tôn từ thấp đến cao, theo thứ tự là tiểu thánh tôn, đại thánh tôn, bảo thánh tôn, giới tôn, thế tôn. Đặc biệt thế tôn, đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng,
nghe đồn tồn tại giống như Thế Tôn, có thể miểu sát hết thảy Thánh Tôn. Tiểu Thánh Tôn, Lý Thất Dạ nhìn Nộ Tiên Nhân Hoàng được Cửu Hoàn bảo vệ, cười nói, hóa ra là Tiểu Thánh Tôn đích thân giá lâm, làm chỗ dựa sau lưng cho tiểu bối, chẳng trách bọn họ dám cướp nam bá nữ, xem ra, vô cùng tự tin. Hai mắt Nộ Tiên Nhân Hoàng phát lạnh, trong hai mắt, đại đạo diễn biến, cực kỳ thâm ảo, không hổ là Thánh Tôn, đã chạm đến thiên địa đại đạo, diễn biến ra đại đạo áo nghĩa. Thả con ta, ngươi còn một con đường sống có thể đi. Lúc này Nộ Tiên Nhân Hoàng lạnh lùng nói, không sai. Lúc này một lão giả xông ra, huyết khí như chân long ngâm nga, bước tới một bước, huyết khí bao phủ cả thiên địa này. Lão cũng được thần hoàn bảo vệ, uy lực của Thánh Tôn cuồn cuộn, hai mắt lão như ngọn đuốc nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, đây là đường ra duy nhất của ngươi. Sư tổ của Hổ Nhạc, nghe đồn Hổ Khiếu Tông Hổ Hoàng. Nhìn thấy vị lão giả này, có người không khỏi động dung, nói, hắn lại còn sống, lại là một vị Thánh Tôn xuất thế. Hai vị Thánh Tôn trấn áp toàn bộ tràng diện, điều này làm cho thế hệ trẻ tuổi, tu sĩ thế hệ trước ở đây cũng không khỏi vì đó mà sắc mặt đại biến, đều cảm thấy không ổn. Có một vị lão cổ thánh không khỏi lẩm bẩm nói, hôm nay sao vậy, đột nhiên có hai vị Thánh Tôn xuất hiện, tuy rằng thời đại đạo gian đã kết thúc, nhưng Thánh Tôn vẫn phải ở ẩn, chờ đợi tới khi thiên mệnh cường thịnh mới xuất thế, tránh cho huyết khí hao tổn. Hôm nay lại đột nhiên có hai vị Thế Tôn chạy ra. Trên thực tế, tại thời khắc này, rất nhiều người đều ý vị không ổn, lần này đại nhân vật giá lâm Thiên Đạo Viện, chỉ sợ là không có đơn giản như vậy, chỉ sợ là không chỉ có Thánh Tôn giá lâm. Mọi người đều biết, mặc dù nói hiện tại đã là thời đại đạo gian kết thúc, nhưng mà, thiên mệnh mới khôi phục, thiên mệnh còn chưa tới thời điểm cường thịnh, những cường giả chân chính kia. Đại nhân vật đều trốn ở bên trong tổ địa tông thổ, mượn nội tình tổ địa tông thổ của mình đến che chở bản thân, để tránh thiên mệnh còn chưa cường thịnh liền tổn hao huyết khí. Nhưng mà, hiện tại một hơi chạy ra hai vị Thánh Tôn, hiện tại thiên mệnh cách cường thịnh còn rất xa, ý vị này không phải tầm thường. Hiện tại không chỉ Thánh Tôn xuất hiện, chỉ sợ còn có nhân vật càng đáng sợ hơn xuất hiện, chẳng qua là núp ở sau lưng mà thôi. Lúc này, người ở chỗ này cũng không khỏi ngừng thở, nhìn Lý Thất Dạ, hai vị Thánh Tôn trấn áp. Mấy ngàn vương hầu cổ thánh vây khốn, bất luận là dạng thiên tài yêu nghiệt gì, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Thánh Tôn, rốt cuộc là Thánh Tôn, trừ bản thân bọn họ cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi đạo hạnh ra, còn có ai? Biết hắn còn có nội tình như thế nào, nói không chừng Thánh Tôn mang đại hiền bảo khí thậm chí là đại hiền chân khí mà tới. Đáng tiếc, ta thật sự không để Thánh Tôn vào trong lòng. Chỉ là một Thánh Tôn nhỏ nhoi mà thôi, thế thì là cái thá gì, nếu như Thế Tôn đích thân ra tay, còn có đáng xem, Thánh Tôn còn có gì đáng xem. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói, không biết trời cao đất rộng. Hai mắt Nộ Tiên Nhân Hoàng diễn hóa ra từng pháp tắc, hắn không giận mà uy, nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sót rời khỏi nơi này sao? Cho dù ngươi có khả năng thông thiên triệt địa, hôm nay nếu ngươi dám đả thương Ngô Nhi, đừng mơ tưởng sống sót rời khỏi. Lý Thất Dạ hai mắt nhíu lại, cười khanh khách nói như vậy, Nộ Tiên Thánh Quốc các ngươi không chỉ có vị Thánh Tôn là ngươi giá lâm, các ngươi là tới Thế Tôn, hay là Thánh Hoàng, hoặc là những lão bất tử giấu ở trong quan tài kia làm áp đáy hòm, lão tổ tự mình tới. Ngươi hiểu rõ lợi hại trong đó, thì mau thả con ta ra. Nộ Tiên Nhân Hoàng hùng hổ dọa người, hắn cũng không trả lời Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, coi như hôm nay ngươi là Thánh Hoàng, cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Nộ Tiên Nhân Hoàng không trả lời câu hỏi của Lý Thất Dạ, nhưng lời của hắn đã nói rõ tất cả. Điều này làm cho rất nhiều người biến sắc, đặc biệt là tán tu, học sinh bình dân tiểu phái, đều sắc mặt trắng bệch. Ý vị này Nộ Tiên Thánh Quốc còn có người càng cường đại hơn tới, hoặc là không chỉ Nộ Tiên Thánh Quốc, nói không chừng đại giáo cương quốc khác đều có người cường đại hơn tới. Mấy ngày hôm trước Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông, Diêu Quang Cổ Quốc. Chờ chút, Đông Bách Thành những quái vật khổng lồ này đứng ở trong một trận doanh, cái này tựa hồ cũng đã nói rõ một ít vấn đề, bọn hắn đây là muốn độc bá môn hộ. Mà một ít thiên tài yêu nghiệt của Thánh Thế Học Viện nghĩ đến càng nhiều, đặc biệt là một ít thiên tài yêu nghiệt đến từ Trung Đại Vực, Tây Hoang Dã, Nam Xích Địa. Nam Xích Địa nghĩ tới càng nhiều, tuy rằng tông môn của bọn họ Thiên Quân Vạn Mã không kịp chạy tới, nhưng mà bọn họ y nguyên có thể biết một ít tin tức. Nộ Tiên Thánh Quốc bọn họ có nhiều đại nhân vật như vậy, Thánh Tôn xuất thế,
Nói không chừng bọn họ không chỉ là vì môn hộ vạn cổ mà đến, hoặc là còn có hắn mưu, nói thí dụ như Thiên Đạo Viện. Trong lúc nhất thời, những thiên tài yêu nghiệt xuất thân từ đế thống tiên môn đều không khỏi miên man bất định. Tại thời khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, vô số ánh mắt đều nhìn Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ đến tột cùng là quyết định như thế nào. Lời Nộ Tiên Nhân Hoàng đã nói đủ rõ ràng, hôm nay Nộ Tiên Thánh Quốc chỉ sợ không chỉ là Nộ Tiên Nhân Hoàng vị thánh tôn này ở đây, còn có nhân vật càng cường đại hơn. Ở dưới thế cục như vậy, người sáng suốt đều biết lựa chọn như thế nào, hiện tại đã đánh bại Bá Hạ, Hồ Nhạc, đây đối với bất luận người trẻ tuổi nào mà nói, đều là thành tựu to lớn vô cùng, chỉ bằng vào một trận chiến này, liền đủ tiếu ngạo Đông Bách Thành, trở thành thiên tài mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, danh lợi song thu, vinh quang vô cùng. Đến tình trạng như vậy, bất luận đối với bất luận thế hệ trẻ tuổi nào mà nói, cái này đã đủ rồi. Đến mức này, cần gì kết xuống sinh tử đại thù với Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông chứ? Vào giờ khắc này thả Bá Hạ và Hồ Nhạc, không chỉ thắng được danh dự, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra, đổi lấy an toàn, chuyện như vậy, đối với rất nhiều người mà nói, đây là cớ sao mà không làm. Lý công tử, lui một bước trời cao biển rộng. Lúc này Sư Hống Hoàng chủ cũng không khỏi quát to một tiếng, hắn vì Lý Thất Dạ mà lo lắng. Mặc dù nói Lý Thất Dạ lấy sức một mình đánh bại Bá Hạ cùng Hồ Nhạc, cái này đã đủ cường đại, nhưng mà ở dưới thế cục như vậy, còn phải cùng Nộ Tiên Thánh Quốc, Hổ Khiếu Tông thể không lưỡng lập, chỉ sợ là một con đường chết. Chi Tiểu Điệp ngăn cản phụ thân muốn khuyên Lý Thất Dạ, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, hắn sẽ không nhượng bộ, coi như là Thánh Hoàng đích thân tới, cũng là như thế. Lý học trưởng, không sai, lùi một bước trời cao biển rộng, ngươi đã thắng. Lúc này có học sinh Đại Thế Viện cũng không nhịn được trợ giúp Lý Thất Dạ. Chương 320, cười nhìn vạn địch diệt. Lý Thất Dạ dùng sức đánh bại Bá Hạ và Hồ Nhạc liên thủ, giúp Đại Thế Viện kiếm đủ vinh dự, khiến học sinh Đại Thế Viện hãnh diện. Học sinh Đại Thế Viện đương nhiên không hy vọng Lý Thất Dạ chết trận tại đây. Lý công tử đã đủ cường đại, tha cho đối thủ, chính là ngươi nhân tử. Lúc này, không ít nữ hài tử vì Lý Thất Dạ quát tháo, vì Lý Thất Dạ tìm bậc thang xuống. Những nữ hài tử này không ít là tiểu tỷ muội của Chỉ Tiểu Điệp, hoặc là học sinh xuất thân bình dân. Đám nữ hài tử này đều nhao nhao coi Lý Thất Dạ là người một nhà. Người sáng suốt nên biết lựa chọn như thế nào. Lúc này Hổ Khiếu Tông Hổ Hoàng trầm giọng nói, nếu ngươi thả bọn họ, chuyện hôm nay liền xóa bỏ. Lúc này, Bá Hạ bị Lý Thất Dạ xách theo, Hổ Nhạc là không đất thong dong, bọn hắn là thiên chi kiêu tử, vẫn luôn cao cao tại thượng, bọn hắn cực kỳ tự phụ. Hôm nay lại thảm bại ở trong tay Lý Thất Dạ, hơn nữa ở trước mắt bao người bị Lý Thất Dạ xách như thế, đây đối với bọn hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đối với lời của Hổ Hoàng cùng Nộ Tiên Nhân Hoàng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cười khanh khách nói, ta người này có một tật xấu, người khác uy hiếp ta, ta sẽ run tay, tay ta run lên, sẽ không cẩn thận giết người. Ngươi dám? Bọn Hổ Hoàng sắc mặt đại biến, muốn xông lên, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, Bá Hạ cùng Hổ Nhạc bọn họ đều ở trong tay Lý Thất Dạ, bọn họ giết lên không phải, không giết lên cũng không phải. Lý Thất Dạ khoan thai nhìn Hổ Hoàng cùng Nộ Tiên Nhân Hoàng một chút, vừa cười vừa nói, cửu thiên thập địa này, chuyện ta không dám làm, thật đúng là tìm không được mấy món. Nếu ngươi dám giết con ta, chân trời góc biển, không có đất cho ngươi đặt chân, không diệt cửu tộc ngươi, Nộ Tiên Thánh Quốc ta thể không bỏ qua. Nộ Tiên Nhân Hoàng lập lời thề độc, diệt cửu tộc ta. Lý Thất Dạ hai mắt nhíu lại, nói, ta sợ quá, ta chờ. Dứt lời, thiên thủ vạn tay hợp lại, trong nháy mắt, thiên thủ vạn tí của Lý Thất Dạ tựa như bóp nát cửu giới, bóp diệt thiên địa. Không, Hổ Nhạc và Nộ Tiên Nhân Hoàng quát to một tiếng, nhưng tất cả đều đã muộn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở trước mắt bao người, ở dưới sự trấn áp của hai vị thánh tôn, Bá Hạ cùng Hổ Nhạc bị Lý Thất Dạ vò thành sương mù, một mạng minh hồ. Trong lúc nhất thời, thiên địa tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người ngây dại. Hai vị thánh tôn tự mình trấn áp, mở miệng uy hiếp, nhưng mà, Lý Thất Dạ y nguyên không thèm quan tâm đem Bá Hạ cùng Hổ Nhạc giết. Vào giờ khắc này, rất nhiều người không dám tin vào mắt mình, cứ như vậy, Lý Thất Dạ giết Bá Hạ và Hổ Nhạc. Đây chính là muốn thề không đội trời chung với Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc, hai bên là cá chết lưới rách.
Vốn Lý Thất Dạ còn có lựa chọn toàn thân trở ra, nhưng mà hiện tại hắn giết chết Bá Hạ cùng Hổ Nhạc, đây là tương đương với tự tìm đường chết. Vào thời khắc này, ai cũng không dám tin tưởng, cái này quá bá khí. Thật lâu sau khi phục hồi tinh thần, có chút nhân vật thế hệ trước cũng không khỏi lẩm bẩm nói. Đổi lại là bất luận thiên tài nào ở đây chỉ sợ cũng không dám làm như thế, đây là chặt đứt đường lui của mình. Đem mình bước lên tuyệt lộ, đổi lại là người khác, nhất định sẽ buông tha Bá Hạ cùng Hổ Nhạc, tha cho bọn hắn một mạng. Ở dưới thế cục như bây giờ, giết Bá Hạ cùng Hổ Nhạc, đây là hoàn toàn để Nộ Tiên Thánh Quốc cùng Hổ Khiếu Tông phát cuồng, đây là tự tìm đường chết. Nhưng mà, cứ như vậy, dưới uy hiếp của hai vị Thánh Tôn, dưới đại thế trấn áp, Lý Thất Dạ vẫn là giết Bá Hạ cùng Hổ Nhạc, nếu như đây không phải ngu xuẩn, vậy chính là bá khí vô cùng. Tiểu súc sinh, bản tọa muốn băm ngươi thành vạn mảnh. Nộ Tiên Nhân Hoàng gầm lên điên cuồng, tiếng gào bi thương của hắn vang vọng khắp thiên địa, thời khắc này hắn như nộ long cuồng bạo. Nộ Tiên Nhân Hoàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ thật là giết Bá Hạ. Đây hoàn toàn là siêu thoát hắn khống chế, ở dưới thế cục như vậy trấn áp, ai cũng sẽ không tự tìm đường chết. Nhưng, Lý Thất Dạ lại hết lần này tới lần khác giết Bá Hạ, tựa hồ chính là muốn tự tìm đường chết. Ầm một tiếng vang thật lớn, Nộ Tiên Nhân Hoàng như bạo long phát cuồng, như nộ tiên phụ thể, một tay quét ngang. Con bà nó gấu, có bản tọa ở đây, thánh tôn có là gì? Ngay lúc Nộ Tiên Nhân Hoàng quét ngang tới, không biết Tiểu Nê Thu từ nơi nào xông ra, mắng to một tiếng. Đối diện, Nộ Tiên Nhân Hoàng, Tiểu Nê Thu rắc một tiếng, mở dương bùn đất trên lưng gã ra, ầm một tiếng pháo vang lên. Pháo đất của gã bắn ra một phát pháo tối đen, Nộ Tiên Nhân Hoàng vốn quét ngang tới lập tức bị một phát pháo này bắn trúng. Trong nháy mắt, một hình ảnh quỷ dị xuất hiện, bị một pháo bắn trúng, vị trí Nộ Tiên Nhân Hoàng lập tức xuất hiện một cái hố đen, tứ chi Nộ Tiên Nhân Hoàng tách ra. Đầu quay về tay chân, thân thể về thân thể, Nộ Tiên Nhân Hoàng còn ngơ ngác nhìn thân thể tức, hơn nữa, hắn cũng không cảm giác được thân thể mình tách rời. Vào giờ khắc này, Nộ Tiên Nhân Hoàng giống như là một con rối được lắp ráp thành, tay chân, đầu, thân thể phân ra. Không thể nào, phân chi thánh tôn một hơi. Nhìn thấy cảnh này, có người hét lên, đây không phải là phân chi. Có một vị lão giáo chủ thấy cảnh này, cũng không khỏi biến sắc, nói thân thể Nộ Tiên Nhân Hoàng vẫn nối liền với nhau. Cũng không có bị phân chi, mà là không gian bị cắt đứt. Đây là thứ nguyên liệt không trong truyền thuyết. Xèo. Ngay sau đó, hư không bị cắt đứt lập tức niết bàn không còn, lỗ đen sụp xuống. Không vào thời khắc này, Nộ Tiên Nhân Hoàng mới cảm thấy đau đớn. Vào thời khắc này hắn mới ý thức được nguy hiểm. Vừa rồi hắn bị một pháo bắn trúng, thoạt nhìn thân thể tuy rằng tách rời, nhưng trên thực tế hắn cảm giác được thân thể mình cũng không có tách rời. Nhưng trong nháy mắt này, thân thể của hắn theo hố đen đổ sụp thoáng cái bị hủy diệt. Hắn điên cuồng hét thảm một tiếng, nhưng mà, vào lúc này mới hiểu được phát, vậy hết thảy đều đã muộn. Giết! Hổ Hoàng vừa sợ vừa giận, điên cuồng gầm lên một tiếng, hổ khiếu long hống, hắn thẳng đến Lý Thất Dạ, muốn tốc chiến tốc thắng, muốn một chiêu chém giết Lý Thất Dạ. Lão đầu, ăn một pháo của ta! Nhưng mà, Hổ Hoàng còn không có đánh giết đến thời điểm Lý Thất Dạ, Tiểu Nê Thu đã oanh một tiếng, một pháo bắn ra. Hổ Hoàng hoảng hốt, trong nháy mắt di chuyển vị trí, vào giờ khắc này, hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt thọ huyết của mình, lấy tốc độ nhanh nhất bình sinh di chuyển vị trí, trong nháy mắt tránh né. Hành động này của Hổ Hoàng là hành động sáng suốt, bị một pháo của Tiểu Nê Thu bắn trúng hư không, phân thành từng mảnh nhỏ ngay tại chỗ. Nếu như Hổ Hoàng không thiêu đốt thọ huyết của mình, hắn cũng sẽ chậm một bước, vẫn bị một pháo này bắn trúng, kết cục của hắn cũng giống như Nộ Tiên Nhân Hoàng vậy. Oanh! Oanh! Tiểu Nê Thu một pháo lại một pháo bắn ra, giết cho Hổ Hoàng Thánh Tôn một mực đào tẩu, căn bản cũng không dám cùng Tiểu Nê Thu pháo kích đối kháng. Một màn này khiến rất nhiều người nhìn ngây người, một con giun vô cùng béo tốt, bùn pháo trên lưng nó lại có uy lực như vậy, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Giết! Lúc này, Hổ Khiếu Tông, Nộ Tiên Thánh Quốc Vương Hầu Cổ Thánh điên cuồng hét lên, nếu như nổi điên lao thẳng về phía Lý Thất Dạ. Đợi đã, chậm đã, còn ta nữa. Tư Không Thâu Thiên lao ra, hét dài một tiếng, mọi người còn chưa kịp thấy rõ hắn ra tay ra sao, đột nhiên, hắn như thiên nữ tán hoa, lập tức tế ra từng món bảo vật. Phi Thiên Trung, Hoàng Tuyền Tán, Liệt Phân Kiếm, Viêm Hỏa Lô, Bách Hung Đổ.
từng món bảo vật oanh sát xuống, đó quả thực là giết cho thiên địa này long trời lở đất, giống như muốn nấu cả phiến thiên địa này. Chúng ta phải giúp bọn họ. Sư Hống Hoàng Chủ không khỏi kinh hãi, vội vàng nói. Chi Tiểu Điệp ngăn phụ thân lại, khẽ lắc đầu, nói, không cần tranh công lao với Tư Không Thâu Thiên, đúng như lời hắn nói, là lúc hắn lập công. Nếu không, công tử đã ra tay. Oanh, Tư Không Thâu Thiên lấy nhất chiến thiên, xuất thủ chính là vô số bảo vật, giống như hắn có thao thao bất tuyệt vô cùng vô tận bảo vật. Một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn ngây người, bọn họ chưa từng có nhìn qua có người có nhiều bảo vật như vậy, tại trong tay Tư Không Thâu Thiên. Từng kiện bảo vật tựa như rác rưởi bị ném tới, hắn một hơi có thể nện ra mấy chục kiện bảo vật, toàn bộ oanh sát đi ra. Ở đây bao nhiêu thiên tài là xuất thân từ Đại Giáo Cương Quốc, thậm chí là xuất thân từ Đế Thống Tiên Môn, nhưng mà Tư Không Thâu Thiên nện ra vô số bảo vật như vậy, không có mấy người có thể xa xỉ đến tình trạng của hắn như vậy, đây quả thực là dùng bảo vật nện chết người sao. Nhiều đến một kiện nện chết một người. Nhìn thấy Tư Không Thâu Thiên toàn thân bị bảo vật quấn quanh, khiến Chỉ Tiểu Đao nhìn mà không khỏi giận sôi lên. Mắng, mẹ nó, tiểu tặc này có thân ra dọa người như vậy, lại còn gạt chút dược liệu của ta, cái này còn có thiên lý sao? Đây không phải phú hào cướp cơm nguội của ăn mày sao? Nhưng mà, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, nhìn Tư Không Thâu Thiên đại chiến quần hùng. Được rồi, lấy chút đòn sát thủ ra, định đánh tới lúc nào? Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi nói, con bà nó chứ, không chịu nổi nữa rồi. Lúc này dưới từng vòng tấn công liên tục của cổ thánh, Tư Không Thâu Thiên có nhiều bảo vật hơn nữa thì hắn cũng chỉ có một mình, cũng không chịu nổi, hét lớn, ta sắp ra đòn sát thủ. Dứt lời, ầm một tiếng vang lớn, hắn lấy ra một tượng người, hắn phun một ngụm máu tươi lên tượng người này. Khi tượng người này hạ xuống hóa thành một chiến vương, giết. Lúc một pho tượng này rơi xuống, vậy mà cường đại giống như Tư Không Thâu Thiên. Hơn nữa mỗi một pho tượng đều có thể từ trong tay Tư Không Thâu Thiên phân đến vài kiện bảo vật, trực tiếp đánh giết mấy ngàn vương hầu cổ thánh trước mắt. Chuyện này quá bất hợp lý rồi, 72 biến này sao? Thoáng cái biến thành 72 chính mình. Chỉ Tiểu Đao nhìn thấy Tư Không Thâu Thiên tế ra con rối, cũng không khỏi ngẩn người, một pho tượng này giống như là hóa thân của Tư Không Thâu Thiên. Chiêu sát thủ của đại gia ta cũng tới rồi. Lúc này, Tiểu Nê Thu kiêu ngạo hét lớn, trong nháy mắt, pháo đất của hắn vậy mà mở ra một cái hố đen khổng lồ, hắn hét lên điên cuồng, nếm thử thứ nguyên vô địch vô hạn linh vực của đại gia mà lưu đày. Ầm. Một tiếng, khi một pháo này đánh ra, ở trên bầu trời xuất hiện một cái lại một cái lỗ đen thứ nguyên, hổ hoàng vốn là tránh né đào tẩu đều bị một đám lỗ đen thứ nguyên này khóa lại. Không, khi tất cả hố đen dung hợp, hổ hoàng cũng không trốn thoát được nữa. Lập tức bị cắn nuốt, lúc sắp chết, hắn hét lớn một tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Đế Bá của tác giả Yếm Bút Tiêu Sinh tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.